Em chào thầy. Vâng, thầy chào Quyên. Bây giờ như vậy nhé, Dạ. chắc là thầy sẽ trao lại cho Quyên cái quyền administrator đó, Dạ vâng. hoặc là cho ai khác, tại vì hôm nay có cùng với Quyên Có bác sĩ có bác Hồng sĩ nào, nữa. vâng, hoặc Có cho bác sĩ Quyên hoặc Hồng. là cho Hồng thay phiên nhau, hay Dạ là vâng. thầy trao lại cho cả hai Dạ vâng. để mà sau đó thì có thể kiểm soát được mic của các bạn nếu mà cần. Thầy cứ share cho cả hai chúng em ạ. Vâng, thầy sẽ share. Quyên thì thầy thấy Quyên rồi, còn còn Hồng không biết là Hồng. Hồng chắc là cũng chuẩn bị lên đấy ạ. Em À có vừa nói chuyện với bạn ấy để em hỏi vâng. xem Hồng đã lên chưa. Dạ. Thầy trao cho Quyên cái quyền rồi, Quyên thử Dạ vâng. thử tắt tắt mic của thầy xem coi có được hay không. Vâng ạ. Dạ, được rồi thầy ạ. Ok, vậy tốt. Hồng, bạn Hồng đang vào nhưng mà Hồng bảo là chưa được thầy ạ. À, Chưa không vào được. sao không sao không sao, thì cứ ai ai sẽ là người bắt đầu. Em sẽ dịch Không bài gì. u phổi đầu tiên, ung thư Ok. phổi đầu tiên. À, thầy sẽ đợi thôi. À, thì bây giờ mình nhất là mình cần đợi báo cáo viên trước đã. Cô Dạ vâng. Madalena không vào thì cũng cũng chịu thua. Thành đợi cô ấy vào. Em thấy có Gerinio thoracic chắc là À đúng rồi. bonjour. Đấy, có cô ấy Alo. đấy. Bonjour à Hello Madina. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour Bonjour. professeur Malaga. Merci Antoine de t'être réveillé si tôt. Oui, non, c'est C'est pas un l'horaire problème. normal. Oui, alors, Quen, que tu entends là, Madina sera ta première interprète, et puis il y aura Traductrice, ensuite le docteur Hong qui prendra la oui, suite. Voilà. d'accord, sans problème, ça me va. Pour cette fois-ci, on va toujours faire avec l'écran partagé en deux parce que j'ai pas trouvé une meilleure solution. Oui. Mais ça s'est super bien passé la fois précédente, donc Voilà. j'espère que ça va aller pour cette fois-ci aussi. D'accord. Ok. On Attends, attend un tout petit il peu, je faut. vois qu'il y a Oui, que attends. 26 participants. Attends encore un petit peu. Il faut que je transfère aussi les droits l'administration Oui. au docteur Hong. Hong ơi, Hong, Oui, Hong, em ok, là thầy Hong. ạ, em ở đây Vâng, rồi ạ. Dạ, rồi. dạ, Thầy sẽ dạ. trao luôn cho Hong cái quyền cố thì nhé. Dạ vâng ạ. Rồi. Người vô chưa chúng ta không có gì. Madeleine, peut-être que tu peux commencer à partager ton écran ou bien allumer ta caméra. Écouteurs, je vais en avoir comme ça. Juste une seconde, ça y est, j'ai trouvé des écouteurs. On pourra peut-être faire ça comme ça. Hop. Ils sont bons, mes écouteurs. Ah non, c'est pas les bons. D'accord, alors, on va commencer. Aujourd'hui, on a deux cours qui tournent autour du même problème. Vous m'entendez? Oui. Oui. Donc, on va faire deux cours qui tournent autour du même problème, c'est-à-dire les tumeurs du thorax. Donc, on va commencer par le poumon et après, on va discuter du médiastin. On ne va pas aborder aujourd'hui, puisque ce n'est D'accord. pas tout à fait ma spécialité, le cancer de l'œsophage, en sachant que l'œsophage se trouve lui aussi dans le thorax. Juste, je prépare mon écran et je le partage dès qu'il est prêt. D'accord.
Alors, il ne faut pas que je me trompe. Tu mets ta caméra aussi? Parce qu'on te Ah, voit pardon. pas là. Ah, mais je pensais qu'elle est mise. Non, Non, non. effectivement. Désolée, hein, je l'avais, j'avais pas Ok, remarqué. c'est mieux. Oui, bonjour. Bonjour, au Alors, revoir. c'est parfait. Alors, est-ce que c'est celui-là ou celui-là? Vous me direz si c'est le bon parce que la fois précédente, j'avais le titre en français en dessous et donc je savais quel cours et qui est quoi, mais cette fois-ci, il n'y a pas le titre en français. Je vais juste voir si le contenu. Ah non, ça c'est le Médiastin, pardon. Donc je dois prendre l'autre. Hop. Voilà. OK. On va partager ça en deux. Vais faire un tout petit peu plus grand version vietnamienne. Comme ça. Ah non, c'est pas ça. 25. Non, non, ça c'est pas bon non plus. 50, c'est trop grand. On va dire 45. Ok, et maintenant on va partager l'écran. Ok. Alors il y a des conversations déjà. En fait, non, Madalena, ce sont des gens qui annoncent leur présence, parce Ah qu'il d'accord, faut... ok. Vous voyez mon écran ou pas? Non. Partager l'écran, pas Non, encore. non, pas L'animateur encore. a désactivé le partage d'écran par les participants. Donc, il faut que tu m'autorises à partager mon écran, Antoine. Ah, d'accord. Alors, attends. Réessaye, réessaye maintenant pour voir. Juste, hop. Toujours pas. Pour l'instant, il me dit pareil. Non, c'est pareil. D'accord. Je vais voir comment je peux faire ça. Sinon. Alors, je crois que c'est sur la page d'entrée de Zoom. Tu vas sur la réunion elle-même, tu sais, là, sur Oui. Zoom. Attends. Donc dans ce cas-là. Tu veux que je me déconnecte et je me Non, non, reconnecte? non, non, tu désactives simplement ta vidéo, Ah, la ton vidéo, caméra parce que d'accord. je j'arrive pas à te retrouver. Ok, très bien. En principe, Ça devrait marcher. ça devrait marcher. Donc maintenant, il faut que tu te déconnectes de ton partage d'écran. Tu te déconnectes pas du Zoom. Hein. Donc enlève ton partage d'écran. Il n'était pas actif de toute manière. D'accord. Tu veux que je réactive la caméra? Alors, le partage d'écran, il marche toujours pas, malheureusement. Je ne sais pas pourquoi. Ah, Alors attends. Le mieux, c'est que je te nomme co-hôte aussi. Allez, hop. Alors maintenant, en principe, tu dois pouvoir éteindre mon micro. j'éteins ton micro. Tu me trouves et tu... Je peux partager l'écran en tous les cas. Alors maintenant, si tu peux, ben c'est bon. Oui, c'est bon. Alors, donc, hop, partager l'écran. Là, Voilà, vous me c'est voyez. fait. Oui, Parfait. parfait. Bon, super. Bon, je remets les écrans comme Et c'est ça. bon, hein, c'est le cancer pulmonaire et en bas, Oui, Ung c'est Thu comme ça. Phoi, le temps qu'on t'apprenne le vietnamien aussi, ce qui veut dire cancer pulmonaire. J'ai quand même un petit peu triché parce que j'ai regardé les images quand Ouais. même. D'accord, bien. Bon, alors, donc aujourd'hui, on va parler du cancer pulmonaire. C'est un sujet qui est important puisque, comme vous le voyez dans ces chiffres extraits de la surveillance
du cancer, de la surveillance mondiale des incidences et des résultats des cancers, le cancer pulmonaire se trouve parmi les plus fréquents déjà, et puis les plus mortels. Donc, que ça soit en nombre chez les femmes et chez les hommes, donc c'est un des cancers les plus fréquents qui donne la plus grande mortalité et qui absorbe une grande partie des recettes de la santé mondiale. Donc c'est quelque chose, un sujet très important, d'autant plus que les résultats actuels du traitement du cancer ne sont pas très du cancer. Oui. Excusez-moi, Madalina, oui. Est-ce que vous pouvez présenter juste le topo vietnamien? Parce que si comme ça, je pense que c'est un tout petit peu difficile pour les étudiants vietnamiens parce qu'ils ne peuvent pas bien voir le programme. Alors oui, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'on va probablement… Je n'ai pas trouvé une autre solution pour l'instant, malheureusement. Donc, on va partager l'écran en deux comme la fois précédente. Je vais faire un petit peu plus grand pour la partie vietnamienne. D'accord. Voilà, le plus grand possible. Mais je suis désolée, je n'ai pas trouvé une meilleure solution. Oui, d'accord. Bien. Pour tout vous dire, je ne suis pas chez moi aujourd'hui. Donc, je suis en vacances peu. Et donc, c'est pas problème. Je pensais trouver un ordinateur sur place et en fait, non. Et donc, voilà. Madalina, il y a juste une chose que tu peux faire, c'est de faire des phrases plus courtes pour laisser le temps à traducteur, traductrice. Oui, non, c'était juste un réchauffement. Alors maintenant, je reprends juste l'idée principale. L'idée principale, c'est que le cancer pulmonaire dans le monde, c'est le cancer qui a la plus grande incidence et aussi la plus grande mortalité. Donc, c'est un problème de santé majeur. Oui. Buổi ngày hôm nay thì cô Madalina sẽ trình bày tiếp với chúng ta về cái phần ung thư phổi và u trung thất. Đầu tiên thì cô sẽ trình bày về bài ung thư phổi. Thì thứ nhất là ung thư phổi là một bệnh lý mà đóng vai trò rất là quan trọng trong các cái bệnh lý ung thư nói chung và trong bệnh lý hô hấp, bởi vì đây là một cái căn bệnh mà có tỷ lệ mắc rất là cao cũng như là tỷ lệ tử vong cao. Okay, comme une vaccine. Madalina, juste une dernière intervention de ma part. Oui? Rallume ta caméra. Ah, rallume ma caméra. Pour compter aux voix. Alors, attends, parce que j'ai perdu ma caméra, je ne sais pas où elle est. Ah oui, ça y est, elle est là. Hop, afficher. Et professeur Madalina, oui? J'ai un mot. Est-ce que vous pouvez parler un peu lentement pour que je puisse traduire Oui, je vais faire ça. Merci. Je vais faire ça. Ah, ça y est, j'ai trouvé ma caméra. C'est bon. C'est bon, vous me voyez maintenant? Oui. D'accord, parfait. Alors ça, je vais minimiser pour réduire l'impact sur l'écran. Voilà. Et donc, c'est un problème de santé majeur. Ça, c'est des chiffres de 2018. C'est pas très récent, mais c'est les derniers chiffres sur Globocan, qui est en fait le Globoscan, qui est en fait un site qui centre toutes les informations concernant les cancers au niveau mondial. Đây là một vấn đề sức khỏe y tế công sức khỏe quan trọng và đây là một cái báo cáo toàn cầu về tình trạng mắc ung thư phổi nói chung từ năm 2018. Tuy không phải là mới nhưng mà đây là những số liệu mà gần nhất cho chúng ta các cái dữ liệu về cái tỷ lệ mắc cũng như là tử vong của ung thư. Voilà, concernant l'étiologie, eh bien, ça fait partie des cancers pour lesquels on connaît au moins un des facteurs de risque. Liên quan đến vấn đề nguyên nhân ung thư phổi thì một trong những cái nguyên nhân mà chúng ta là một trong những cái nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư phổi chúng ta sẽ nói. Et chez l'homme, c'est en 90% des cancers bronchopulmonaires sont la conséquence du tabagisme. Ở nam giới thì khoảng 90% các trường hợp ung thư phổi là do hút thuốc lá. Et ça, c'est probablement un problème important au Vietnam notamment, mais dans d'autres pays aussi. Mais au Vietnam, j'ai vu qu'il y a beaucoup d'hommes qui fument.
Và đây có lẽ cũng là nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư phổi ở Việt Nam. Tôi nghĩ rằng tỷ lệ mà ung thư phổi mà liên quan đến hút thuốc lá ở Việt Nam cũng rất là cao, không chỉ ở nước của chúng tôi. Mais j'ai aussi remarqué un fait très favorable, c'est que les femmes, je crois qu'il y en a très 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 peu qui fument au Vietnam, et ça c'est une bonne chose. Và có một vấn điều nữa, đó là phụ nữ ở Việt Nam thì rất rất là ít hút thuốc lá, và vì vậy mà đây là một trong những cái điều mà rất là tốt. Malheureusement, le tabagisme passif est aussi un facteur de risque. Tuy nhiên, điều không may đó là hút thuốc lá thụ động cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra ung thư phổi. Et c'est d'autant plus dommage puisque tabagisme passif, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire, ça veut dire respirer la fumée de tabac que les autres produisent autour de vous. Và đó là một trong những điều đáng tiếc, hút thuốc lá thụ động, tức là cái việc mà phải tiếp xúc, phơi nhiễm với lại khói thuốc từ người khác hút. Et voyez que le tabagisme passif augmente de 30% le risque de cancer bronchopulmonaire. Các bằng chứng thì cho thấy rằng là hút thuốc lá thụ động gây làm tăng cái nguy cơ ung thư phổi 30%. Et il est responsable d'un quart des cancers pulmonaires chez les non-fumeurs. Và đó cũng là một cái nguyên nhân quan trọng của khoảng 1/4 các cái trường hợp ung thư phổi ở người không hút thuốc. À ceci se rajoute très souvent et sans même qu'on le sache parfois l'exposition à l'amiante. Thêm vào đó thì cái việc mà phơi nhiễm nghề nghiệp, đặc biệt là phơi nhiễm với amiang, qui a un effet synergique, donc ça amplifie l'effet quand ça s'associe avec le tabac. Đây là một trong những cái phơi nhiễm quan trọng mà gây ra cái khuếch đại cái nguy cơ ung thư phổi liên quan đến thuốc lá. Et c'est un problème de santé puisque dans les années 60, 50, 60, après la guerre, on ne savait pas que l'amiante est dangereuse. Et elle était, il y avait de l'amiante dans beaucoup de structures de bâtiments parce que c'est un bon anti-feu et donc on l'utilisait partout. Đó là một trong những cái vấn đề sức khỏe amiang, phơi nhiễm amiang là một trong những cái nguy cơ sức khỏe quan trọng mà rất là phổ biến trong những cái năm 50, 60 sau chiến tranh. Chúng ta không biết là amiang có thể gây ra ung thư phổi, và thời điểm đó thì có rất nhiều những cái vật liệu xây dựng sử dụng mà có amiang. Et depuis qu'on sait ça en France par exemple, il y en a pas beaucoup de pays comme ça, mais en France on sait que donc l'amiante est dangereuse, que ça engendre beaucoup de maladies et puis de cancers pulmonaires et de cancers de la plèvre. Donc c'est un des pays qui fait ce qu'on appelle le désamiantage. Il enlève l'amiante des bâtiments. Và lúc Pháp, ở Pháp thì amiang đã được biết là một trong những cái nguyên nhân quan trọng gây ra ung thư, không chỉ ung thư phổi và cả cái ung thư nguyên phát của màng phổi nữa. Vì vậy mà đã ra những cái quy định để cấm cái việc mà sử dụng amiang trong cái xây dựng. Et aussi indemnise les personnes qui ont des maladies secondaires à l'exposition de l'amiante. Và có những cái chăm sóc cho những cái người mà có phải chịu cái ảnh hưởng ung thư và phơi nhiễm nghề nghiệp liên quan đến amiang. Voilà. On revient au cancer pulmonaire et quelles sont les formes histologiques, les grandes formes histologiques, parce que sinon il y en a beaucoup beaucoup de sous-classes. Peut-être que Jeanne Tranvagneux va vous en parler quand elle fera son cours, mais on va juste énoncer les grandes classes histologiques. Quay trở lại ung thư phổi thì các cái tuýp mà mô bệnh học của ung thư phổi thì có rất nhiều những cái phân loại, gồm rất nhiều các loại tuýp mô bệnh học khác nhau của ung thư phổi. Globalement, il y a deux grandes classes, le cancer pulmonaire non à petites cellules et les cancers pulmonaires à petites cellules. Về cơ bản thì ung thư phổi được phân chia ra làm hai cái phân nhóm chính về mô bệnh học, đó là ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Le cancer pulmonaire à petites cellules, c'est, vous voyez que représente que 15%, donc c'est la petite partie des cancers pulmonaires.
Ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chiếm tỷ lệ chỉ khoảng 15% trong tổng số các ung thư phổi, tức là một cái tỷ lệ nhỏ trong ung thư phổi nói chung. J'ai envie de dire petit mais costaud, puisque en fait, il est son pronostic est très défavorable et beaucoup plus mauvais par rapport au cancer à non petites cellules. Tuy là chiếm một cái tỷ lệ nhỏ như vậy nhưng mà lại khá là tốn kém trong cái việc điều trị, bởi vì là tiến triển của ung thư phổi không tế bào nhỏ thì tiên lượng tồi và tiến triển thì rất là tệ so với lại ung thư phổi tế bào nhỏ, không tế bào nhỏ. La majorité des cancers pulmonaires sont des cancers non à petites cellules, 85%. Chủ các cái type mô bệnh chủ yếu của ung thư phổi đó là ung thư phổi không tế bào nhỏ thì chiếm 85%. Et dans le cadre des cancers non à petites cellules, il y a trois grandes formes de cancers. Le dominant, le plus fréquent, c'est l'adénocarcinome, dans 45%. Có ba loại ba cái type mô bệnh học trong nhóm ung thư phổi không tế bào nhỏ, trong đó loại chiếm tỷ lệ cao cao nhất chủ yếu đó là ung thư biểu mô tuyến chiếm 45%. Suivi par le carcinome épidermoïde. Tiếp theo là ung thư biểu mô vẩy. Et après, le carcinome à grandes cellules. Và cuối cùng là ung thư phổi tế bào lớn, biểu mô tế bào lớn. Donc, vous voyez que carcinome à grandes cellules n'est qu'un sous-groupe du cancer pulmonaire non à petites cellules. Và ung thư phổi tế bào lớn thì là một trong cái dưới nhóm của ung thư phổi không tế bào nhỏ. Donc, il ne faut pas dire cancer à grandes cellules, il faut dire cancer non à petites cellules pour faire la différence avec le cancer pulmonaire à petites cellules. Và vì vậy trong trong trường hợp đó thì chúng ta nên nói là ung thư phổi không tế bào nhỏ thay vì là ung thư biểu mô tế bào lớn để có thể phân biệt với lại ung thư tế bào nhỏ. Il y a eu un changement de prédominance, c'est-à-dire quand il y a 30 ans, quand moi j'ai commencé la chirurgie thoracique, c'était le carcinome épidermoïde qui était dominant. Et petit à petit, on a constaté depuis 10-15 ans que c'est l'adénocarcinome qui a pris le dessus et on ne sait pas trop pourquoi. Có một cái sự thay đổi về cái tỷ lệ của ung thư biểu mô không tế bào nhỏ. Tôi đã làm phẫu thuật, làm việc trong lĩnh vực phẫu thuật lồng ngực khoảng 30 năm, thì trước đó là cái ung thư phổi típ biểu mô vẩy là chiếm tỷ lệ chủ yếu. Tuy nhiên khoảng 10 năm trở lại đây thì ung thư biểu mô tuyến lại là chiếm phần lớn trong ung thư phổi tế bào không tế bào nhỏ, và cũng chưa rõ nguyên nhân tại sao. Quelques mots sur chaque forme histologique. Một On va số dire quelques mots, on ne điều va pas rentrer dans le détail, mais on va dire quelques mots sur chaque forme histologique. Chúng ta sẽ đi sâu thêm một chút về từng cái loại type mô bệnh học này. Le carcinome épidermoïde, c'est en général un cancer quand on le découvre, la tumeur elle est assez grosse et centrale, vous voyez, près du hile. Đầu tiên là ung thư biểu mô vẩy, thì đây là những cái loại cái ung thư mà thường là cái khối u khá là lớn phát triển ở trung tâm. Comme tous les cancers, il y a un développement local et métastatique. Cũng như tất cả các loại ung thư khác thì ung thư biểu mô vẩy thì đều tiến triển tại chỗ và di căn. Mais son évolution, elle est en général un petit peu plus rapide que l'adénocarcinome. Nhưng mà cái tiến triển của nó thì có vẻ như là nhanh hơn một chút so với lại ung thư biểu mô tuyến. Et parfois, à cause de la vitesse de croissance, c'est des cancers qui sont parfois nécrotiques au milieu, parce que la tumeur grandit trop vite et la néovascularisation n'a pas le temps de se former. Et donc, du coup, la tumeur se nécrose au milieu souvent. Và liên quan đến cái sự phát triển tương đối nhanh của khối u mà thường sẽ có hoại tử ở trung tâm khối, bởi vì cái tốc độ phát triển của khối u khá là nhanh trong khi cái sự tăng sinh của mạch máu không theo kịp, vì vậy mà nó sẽ có cái hoại tử. Dans l'épithélium bronchique, parce que c'est un cancer bronchique, hein, il y a d'abord une métaplasie squameuse, après il y a une dysplasie, l'évolution se fait par un carcinome in situ, et après, quand la membrane basale est dépassée, ça devient un carcinome invasif.
trong cái trong biểu mô phế quản thì chúng ta ở ung thư biểu mô vẩy chúng ta có thể thấy các tình trạng là dị sản vẩy, loạn sản, ung thư biểu mô tại chỗ hoặc là và ung thư xâm lấn. Alors, les tumeurs sont, les masses tumorales sont souvent nécrosées, comme je vous ai dit. Un des mécanismes, c'est la vitesse de croissance, mais aussi le fait que la tumeur étant proximale, je vous ai dit près d'huile, elle va très rapidement boucher les bronches et produire des atélectasies et des infections derrière. Các cái khối u biểu mô vẩy thì ung thư biểu mô vẩy thường là lớn và hoại tử. Một trong những cơ chế thì như bà đã giải thích ở trên là do cái tốc độ phát triển nhanh. Ngoài ra thì các khối u này vì phần lớn nó thường ở trung tâm, vì vậy mà nó sẽ nhanh chóng gây bít tắc các cái phế quản và dẫn đến tình trạng xẹp phổi và nhiễm trùng. Au microscope, donc c'est un carcinome épidermoïde qui est très souvent kératinisé. Và trên cái hình ảnh về mô bệnh học dưới kính hiển vi thì sẽ thấy hình ảnh là của ung thư biểu mô vẩy và có cái sừng hóa. Alors, l'adénocarcinome, il est très souvent périphérique. Tiếp theo là ung thư biểu mô tuyến thì thường là các cái khối u ở ngoại vi. Il est parfois, il peut se développer sur les cicatrices, différentes cicatrices, notamment les cicatrices de tuberculose. C'est assez connu, le cancer sur cicatrices de tuberculose. Đôi khi thì ung thư biểu mô tuyến có thể phát triển trên những cái tổn thương sẹo cũ của phổi. Chúng ta hay gặp đó là phát triển trên các cái sẹo lao cũ. Il a aussi une évolution locale, mais qui est beaucoup plus lente que l'épidermoïde et comme tous les cancers, il va donner des métastases. Néanmoins, il donne des métastases précoces, c'est-à-dire un petit peu plus rapidement que l'épidermoïde. Ung thư biểu mô tuyến thì thường tiến triển chậm hơn so với ung thư biểu mô vẩy. Tuy nhiên, thì lại có thể gây ra những cái di căn sớm hơn so với ung thư biểu mô vẩy. Au départ, ça se présente parfois sous forme d'une hyperplasie adénomateuse atypique. Ngoài ra thì chúng ta có thể thấy cái ở cái ung thư biểu mô tuyến thì có thể có cái dạng là tăng sản u tuyến không lành không điển hình. Et au microscope, il est soit solide, donc il y a plusieurs formes microscopiques, soit solide, soit acinaire, soit papillaire et parfois enfin très souvent c'est des formes mixtes. Donc il y a acinaire et papillaire, solide et papillaire, enfin c'est des formes mixtes très souvent. Trên hình ảnh mô bệnh học dưới kính hiển vi thì có thể thấy là dạng đặc, đây là cái dạng mà thường gặp. Ngoài ra có thể là ở dạng tuyến hoặc là dạng nhú, đôi khi có thể là cái dạng kết hợp giữa đặc với lại tuyến hoặc là đặc với nhú hoặc là tuyến nhú. Et il y a aussi une forme particulière qui intéresse de manière prédominante l'Asie justement, c'est le carcinome lipidique. Và một trong một cái loại ung thư biểu mô tuyến cái thể đặc biệt đó là carcinome lipidic, là một cái loại ung thư mà thường là hay gặp ở vùng châu Á. Qui est une forme de cancer qui a un développement alvéolaire, donc dans l'alvéole. Si les autres cancers, c'est des cancers de la muqueuse bronchique comme le carcinome épidermoïde ou des glandes bronchiques comme l'adénocarcinome. Le carcinome lipidique, lui, se développe dans l'alvéole. Loại ung thư mà carcinome lipidique này thì thường là phát triển ở phế nang, khác với lại các cái type ung thư biểu mô vẩy hoặc là ung thư biểu mô tuyến khác là nó phát triển ở niêm mạc của phế quản. Ce qui va donner des formes radiologiques, comme vous voyez ici dans cette image, vous la voyez sur la présentation française, parce que de l'autre côté, voilà, il faut que je fasse ça. Donc, ça donne des présentations comme ici, ce qu'on appelle le vert dépoli. Vous voyez, par rapport ici, nous avons sur cette image, nous avons du vert dépoli autour et une partie dense centrale. Donc, le vert dépoli, c'est cette voile comme ça, cette opacité très peu dense qui se présente comme ça dans le parenchyme pulmonaire. C'est l'aspect typique des adénocarcinomes de type lipidique. Và trên hình ảnh X-quang, hình ảnh hình CT, chúng ta có thể thấy là cái tổn thương tương đối đặc hiệu của carcinome lipidic đó là cái hình ảnh kính mờ. Cái hình mà bên tay phải CT phổi ở bên tay phải Thùy Phải thì bà chỉ đó là một cái tổn thương kính mờ xung quanh và ở giữa là một cái tổn thương mà tỷ trọng đặc hơn. Thì cái tổn thương kính mờ nó được mô tả là một cái dạng tổn thương mà nó ít đặc.
ít đặc hơn, nó giống như một cái tấm màn xương mỏng mà chúng ta có thể nhìn thấy, là hình ảnh khá là điển hình của ung thư biểu mô carcinome lipidique. Alors, dans leur développement, ils peuvent traverser la membrane basale et devenir invasives. Et à ce moment-là, il y a cette partie solide qui apparaît sur les scanners. Và trên cái hình ảnh mà CT chúng ta nhìn thấy với các cái tổn thương kính mở xung quanh thì cái tổn thương mà dạng đặc chúng ta sẽ nhìn thấy nó hiển thị hiển hiện rõ hơn trên cái hình ảnh CT. Alors, ce type de cancer, grâce à son développement alvéolaire, ne donne pas des destructions comme fait le carcinome épidermoïde, par exemple. Và cái dạng ung thư biểu mô lipidique này thì thường là nó không gây ra cái tình trạng phá hủy xâm lấn phá hủy xâm lấn giống như là ung thư biểu mô vậy. Mais malheureusement, il est spécifique, il est assez caractéristique de des cancers des femmes, notamment asiatiques, qui ne fument pas. Et donc, voilà, c'est une des injustices de la nature, les personnes qui fument pas et qui font des cancers pulmonaires, malheureusement, quand même. Và cái loại ung thư này thì cũng không may thì thường là nó hay gặp ở nữ giới, người châu Á và là ở những cái người mà không hút thuốc. Voilà, une autre forme de cancer, c'est le cancer à petites cellules. Je vous ai dit qu'il y a deux grands chapitres, le cancer à non petites cellules et le cancer à petites cellules. Tiếp theo là loại ung thư biểu mô phổi, loại tế bào nhỏ. Là một trong những cái nhóm lớn trong ung thư phổi, chia ra hai cái nhóm là ung thư phổi không tế bào nhỏ và ung thư phổi tế bào nhỏ. Voilà, le cancer non à petites cellules, il fait partie de la classe de carcinome neuroendocrine qui est non différencié. Đây là một cái loại ung thư mà thuộc cái nhóm ung thư biểu mô thần kinh nội tiết mà không biệt hóa. Sa localisation ressemble plus à celui du carcinome épidermoïde parce qu'il est central. Il est, vous voyez, parfois on peut avoir l'impression que c'est un cancer du médiastin et pas un cancer pulmonaire, tellement il est central. Và cũng giống như là ung thư biểu mô vẩy thì các cái ung thư biểu mô tế bào nhỏ này thường là phát triển ở vị trí trung tâm. Đôi khi chúng ta có thể nhìn thấy nó giống như là một cái khối u ở trung thất mà không phải là của phổi. La présentation au niveau du microscope, donc les cellules sont deux fois plus grandes que les lymphocytes, il y a peu de cytoplasme et beaucoup, beaucoup de mitose. C'est ça qui est caractéristique finalement. Và trên hình ảnh mô bệnh học dưới kính hiển vi thì các cái tế bào ung thư biểu mô, tế bào nhỏ to gấp 2 lần tế bào lympho, có ít bào tương và có tình trạng tăng nhân chia, tăng nguyên phân. Đó là một trong những cái đặc trưng. Et la présence de mitoses ben, suggère sa grande agressivité et en effet, c'est un cancer très agressif. Và với chính cái hình ảnh mà tăng nguyên phân, tăng nhân chia như vậy thì nó thể hiện cái tình trạng cái tiên lượng xấu phát triển rất là nhanh và đây là cái loại ung thư mà tiến triển rất nhanh. Alors, l'évolution des cancers pulmonaires, c'est comme tous les cancers. Il y a une évolution d'abord locale. Tiến triển của ung thư phổi thì cũng giống như các loại ung thư khác. Thứ nhất, đầu tiên là cái sự tiến triển tại chỗ. Donc c'est dans le thorax finalement, donc c'est dans les poumons, le médiastin, le péricarde, la plèvre, ça dépend aussi de sa position au niveau de sa position anatomique au niveau du thorax, du poumon. Cái việc tiến triển tại chỗ tức là tiến triển ở tại trong lồng ngực, có thể là phổi, da trung thất hoặc là màng tim, màng phổi, tức là các cái cấu trúc ở trong lồng ngực. Il y a ensuite une évolution lymphatique, donc les cancers passent dans les voies lymphatiques et après donc les stations ganglionnaires, d'abord hilaire et après médiastinale, qui vont être touchées. Tiến triển đến các cái di căn đến các cái hạch bạch huyết. Đầu tiên là các cái bạch huyết ở vùng rốn phổi, sau đó là trung thất. Et finalement une évolution à travers les vaisseaux sanguins. Donc le cancer peut finalement arriver dans la circulation sanguine et donc une évolution métastatique à distance avec des métastases, le plus souvent cérébrales, surrénaliennes, au niveau du foie et de l'os.
Và tiếp theo ở cái giai đoạn muộn đó là cái sự tiến triển xâm lấn vào các cái mạch máu và di căn xa. Chúng ta có thể gặp là di căn não, di căn tuyến thượng thận, xương hoặc gan đối với lại ung thư phổi. Mais il faut savoir que le cancer pulmonaire peut donner des métastases absolument partout, dans n'importe quel organe, les plus inattendus possibles, on peut avoir des métastases du cancer pulmonaire. Thì cũng có phải nói là ung thư phổi có thể tiến triển di căn ở bất kỳ đâu. Le pronostic du cancer à petite cellule, comme je vous ai dit, il est défavorable et le plus défavorable, mais du cancer pulmonaire en général assez défavorable, puisque vous voyez que tout stade confondu et tout type confondu de cancer pulmonaire, la survie à 5 ans, elle est de à peine 18,6%. Về tiên lượng của ung thư phổi thì đây là một cái loại ung thư mà có tiên lượng rất là kém, với tỷ lệ sống chung sau 5 năm của tất cả các cái type ung thư phổi là từ chỉ có 18,6%. Néanmoins, il y a un petit espoir ou un grand espoir. On voit que les nouveaux traitements qui sont apparus, maintenant les anti-TKI depuis, je crois que ça va faire bientôt une dizaine d'années, mais il y a aussi les immunothérapies qui semblent avoir de très bons résultats, simplement qu'on n'a pas encore assez de recul pour savoir exactement si ces nouveaux traitements ont un impact sur la survie globale du cancer. Donc, on n'a pas les nouveaux chiffres avec ces nouvelles thérapies. Tuy nhiên thì có với các cái phương pháp mà điều trị mới được phát triển, đó là các cái phương pháp mà điều trị đích, ví dụ như là các cái thuốc mà TKI ức chế tyrosine kina, với những cái trường hợp mà đột biến EGFA hoặc là các cái liệu pháp miễn dịch, thì với cái điều trị ức chế TKI thì cũng có từ khoảng 12 năm. Tuy nhiên thì chúng ta cũng chưa có các cái dữ liệu với về cái tỷ lệ sống sót sau 5 năm với các cái điều trị các cái phương pháp điều trị mới này. Alors, quels sont les signes cliniques du cancer pulmonaire en général? Eh bien, plus de 3/4 des cancers pulmonaires sont diagnostiqués à des stades qui sont localement avancés ou métastatiques. Vậy thì các cái triệu chứng lâm sàng của ung thư phổi như thế nào? Thì có khoảng trên 3/4 các cái trường hợp ung thư phổi là được chẩn đoán ở giai đoạn tiến triển tại chỗ hoặc là đã có di căn xa. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très longtemps, le cancer pulmonaire ne présente aucun symptôme. Như vậy, điều đó có nghĩa rằng là trong một cái thời gian rất dài là ung thư phổi có thể tiến triển mà không hề có triệu chứng. Ou sinon, les gens ont des symptômes, mais ce n'est pas des symptômes spécifiques pour le cancer pulmonaire, et donc ils ne vont pas aller consulter. Hoặc là những cái người mà bị mắc ung thư phổi có triệu chứng nhưng mà các cái triệu chứng nó không điển hình để đối với lại ung thư phổi, và vì vậy mà chúng ta sẽ làm cho cái chẩn đoán nó bị chậm muộn. Notamment chez les fumeurs qui ont l'habitude de tousser, d'être parfois un peu essoufflés. Et donc, ils ne vont pas consulter quand ils vont tousser un petit peu plus ou quand ils vont commencer à cracher un tout petit peu plus à un moment donné de leur vie. Đặc biệt là những cái người mà hút thuốc lá thì họ thường xuyên có thể có các triệu chứng như là ho hoặc là khạc đờm hoặc là có thể đôi khi khó thở, và họ nhầm lẫn rằng là các triệu chứng đó có thể là liên quan đến việc hút thuốc lá mà chậm trễ cái việc đi khám. Ce qui fait que dans 60% des cas, il y a des symptômes respiratoires qui ont changé ou qui se sont accentués ou qui sont apparus, mais les gens ne les ont pas pris en compte parce qu'il n'y a rien de spécifique. Và thống kê thì các cái triệu chứng hô hấp trong khoảng 60% của ung thư phổi có thể có trong khoảng 60% các trường hợp, tuy nhiên thì nó không đặc hiệu. Les autres types de symptômes, notamment la douleur, apparaissent seulement si d'autres organes sont touchés. Donc la douleur pour la paroi thoracique, les syndromes vasculaires pour les gros vaisseaux, le syndrome de veine cave supérieure par exemple, ou à distance au niveau du cerveau par exemple. Một cái nhóm triệu chứng khác nữa của ung thư phổi có thể gặp đó là các cái triệu chứng đau, nó sẽ xuất hiện trong các trường hợp mà cái khối u nó tiến triển xâm lấn vào các cái cơ quan khác, ví dụ như tại chỗ thì là xâm lấn vào thành ngực hoặc là xâm lấn các cái mạch máu lớn đến lên não. Comme règle générale, chez un fumeur
qui a un âge enfin, plus grand que 40 ans, donc de plus de 40 ans, tout symptôme fonctionnel respiratoire de n'importe quelle nature et gravité doit attirer l'attention. Ce n'est pas obligatoirement un cancer, mais ça doit attirer l'attention et on doit essayer de voir s'il n'y a pas eu, s'il se passe pas quelque chose. Như vậy thì đối với lại tất cả những cái người mà trên 40 tuổi có hút thuốc lá thì tất cả các cái triệu chứng chức năng về hô hấp mà dù là do bất kể cái nguồn gốc hay là mức cái tính chất hay là mức độ nghiêm trọng nào thì đều cần phải được chú ý, bởi vì chúng ta biết là phần lớn ung thư phổi thì các cái triệu chứng là không đặc hiệu và có thể dễ nhầm lẫn với lại các cái triệu chứng trong các trường hợp khác, và vì vậy chúng ta có thể bỏ sót chẩn đoán muộn. Chính vì vậy mà cần phải tầm soát cho tất cả những người mà trên 40 tuổi hút thuốc có bất kỳ triệu chứng gì về hô hấp, dù là mức độ nghiêm trọng ít hay nhiều, tính chất như thế nào. Alors, concernant le diagnostic et le traitement. Donc maintenant, on va voir comment on structure sa pensée, comment on s'organise pour faire le diagnostic le plus complet possible et en fonction du diagnostic, choisir le traitement le plus adapté. Vậy thì cái việc chẩn đoán và điều trị trước những trường hợp mà ung thư, nghĩ đến ung thư phổi như thế nào, chúng ta sẽ cần đặt những cái câu hỏi gì để có thể hoàn thiện nhất cái việc chẩn đoán của chúng ta cũng như là đưa ra cái phương pháp điều trị tối ưu cho bệnh nhân? Plus on prend le temps et plus on a les moyens de faire un diagnostic précis et détaillé, meilleur sera le traitement. Và chúng ta càng có thể là thực hiện cái việc chẩn đoán ở mức chính xác và chi tiết nhất có thể thì cái việc điều trị của chúng ta sẽ càng đạt được hiệu quả tốt. Parce que on peut comprendre l'inquiétude des patients qui chez lesquels pour lesquels on annonce un diagnostic de cancer, mais il faut pas céder à la précipitation. Il faut prendre le temps de faire un bon diagnostic, c'est-à-dire un bon état des lieux. Il faut exactement savoir où on en est, où est l'étape de l'évolution dans laquelle se trouve le cancer. Không chỉ là chẩn đoán chính xác là ung thư phổi mà chúng ta cần phải chẩn đoán chính xác xem hiện tại là ung thư phổi đó đang ở giai đoạn nào để chúng ta có thể đưa ra cái điều trị tốt nhất cho bệnh nhân. Alors, trois questions principales on doit se poser lorsqu'on suspecte un cancer pulmonaire. Ba câu hỏi chính mà chúng ta cần phải đặt ra khi mà nghi ngờ ung thư phổi. Première question très importante, est-ce que c'est un cancer à petites cellules ou à grandes cellules? Parce que vous avez vu, les pronostics sont différents et les traitements sont différents. Câu hỏi đầu tiên đó là đây là ung thư phổi loại tế bào nhỏ hay là không tế bào nhỏ, bởi vì cái tiên lượng của hai cái nhóm này hoàn toàn khác nhau cũng như là việc điều trị cũng khác nhau. Alors, pour le cancer à petites cellules, dès qu'on fait le diagnostic, c'est un traitement purement médical. Il y a très exceptionnellement des situations où il faut faire de la chirurgie, mais c'est vraiment exceptionnel. Donc, c'est un traitement médical avec de la chimiothérapie et des rayons au niveau du cerveau. Et voilà, comment dire, les protocoles sont très clairs et précis. On ne va pas en parler. C'est un problème qui est clair à l'heure actuelle. Il n'y a pas beaucoup d'évolution dessus. Và với những trường hợp mà nếu mà khối u phổi không phải là ung thư tế bào nhỏ thì chúng ta cần phải đặt ra xem là cái bi lăng cần phải đánh giá xem là cái khối u đó nó đang ở giai đoạn tiến triển nào, tại chỗ hay là đã có di căn xa và có thể phẫu thuật được hay không. Nếu còn ở giai đoạn khu trú tại chỗ có thể phẫu thuật được thì chúng ta sẽ phẫu thuật. Tiếp theo thì là nếu mà ở những cái giai đoạn mà đã tiến triển hoặc là di căn xa thì chúng ta sẽ xem xét vấn đề điều trị hóa xạ trị. Donc, dans ce cours, on va essentiellement parler du cancer à non petites cellules. Et donc, si c'est un cancer à non petites cellules, la question suivante, est-ce qu'il est résécable? Est-ce qu'on peut l'enlever ou pas? Trong cái bài trình bày ngày hôm nay thì chúng ta chủ yếu nói về ung thư phổi không tế bào nhỏ, và khi mà chẩn đoán một cái ung thư phổi không tế bào nhỏ thì câu hỏi luôn luôn đặt ra đó là liệu cái khối u này có thể phẫu thuật được không? Et pour répondre à cette question, ce n'est pas simplement une question de technique, est-ce qu'on peut découper chirurgicalement l'endroit où se trouve le cancer, mais c'est aussi un problème d'indication, est-ce qu'il faut le faire? Khi mà đặt ra cái câu hỏi này thì nó không phải đơn thuần chỉ là một cái câu hỏi về mặt kỹ thuật là chúng ta có thể thực hiện được cái việc phẫu thuật không, mà nó còn là một cái câu hỏi mà chúng ta cần phải có cái sự đánh giá kỹ càng là
liệu rằng cái trường hợp chẩn đoán ung thư này, liệu cái việc phẫu thuật liệu có thể chỉ định được hay không? Et la réponse à cette question, elle est simple, puisque la chirurgie, c'est un traitement localisé, puisqu'il s'adresse à une lésion précise qu'on va enlever. Và cái câu để trả lời cái câu hỏi này thì thứ nhất là đối với lại cái việc phẫu thuật ấy thì nó là một cái việc mà loại bỏ cái khối u tại chỗ. Et puisque c'est un traitement localisé, il ne peut être bon que si la maladie est localisée. Tuy nhiên thì cái việc mà phẫu thuật tại chỗ đó thì cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải xem rằng là cái khối u đó liệu nó còn khu trú tại chỗ hay không. Donc, la première question est finalement, est-ce qu'il faut le réséquer? Et pour répondre à cette question, il faut faire un bilan d'extension loco-régionale qui permet de savoir si la maladie est localisée ou elle est peut-être plus localisée, elle est devenue métastatique. Et à ce moment-là, ça veut dire que la chirurgie ne sera pas bonne, donc il ne faut pas le réséquer. Và để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta cần phải làm đánh giá về cái bi lăng đánh giá xâm lấn tại chỗ và di căn xa một cách kỹ càng để có thể cho biết được rằng là cái khối u đó còn khu trú tại chỗ hay là nó có tiến triển ở trong lồng ngực hay là đã có di căn xa. Suivante question, on fait donc le bilan, on voit que la tumeur est localisée, donc on peut faire un traitement localisé comme la chirurgie. Et après, la question suivante, est-ce que le patient est opérable? Est-ce qu'il peut subir l'intervention chirurgicale qu'on lui propose? Và khi mà đã đánh giá về giai đoạn, chúng ta thấy rằng là khối u nó khu trú tại chỗ và có thể phẫu thuật được, thì chúng ta cần phải đặt ra câu hỏi là liệu bệnh nhân có thể thực hiện phẫu thuật được hay không? Cái thể trạng bệnh nhân có thể cho phép phẫu thuật hay không? Voilà, et donc on fait ce qui s'appelle un bilan d'opérabilité. Vì vậy chúng ta cần phải làm một cái bi lăng phẫu thuật. Alors, phẫu thuật. Voilà. Comment on fait donc tout ça? Comment on répond à toutes ces questions-là? Et donc, pour répondre à toutes ces questions-là, il va falloir faire trois types d'investigation. Un diagnostic de lésion, un diagnostic d'extension et un bilan fonctionnel. Và để trả lời cho ba câu hỏi trên thì chúng ta cần phải làm rất là nhiều các cái thăm dò và các cái thăm dò đó nó phục vụ cho ba gồm ba cái đó là thứ nhất là chẩn đoán tổn thương, thứ hai là chẩn đoán cái việc mà di căn xa và đánh giá về chức năng. Le diagnostic de lésion, ça se fait comment? Ben on va faire un scanner thoracique, une fibroscopie bronchique et une ponction biopsie sous contrôle de scanner parce qu'en fait le diagnostic de lésion veut dire quel type de lésion est-ce qu'on a? Est-ce que c'est un cancer ou c'est pas un cancer? Et si c'est un cancer, quel type de cancer? Với cái bi lăng để chẩn đoán tổn thương thì chúng ta cần phải chụp CT ngực, nội soi phế quản, sinh thiết, khối u dưới hướng dẫn của chụp cắt lớp vi tính phổi. Cái việc thực hiện này sẽ giúp cho chúng ta chẩn đoán xác định đây có phải là một cái ung thư hay là không phải là ung thư và nếu là ung thư thì nó là loại tiếp mô bệnh học nào. Deuxième question, le diagnostic d'extension, c'est-à-dire la question qu'on se pose, est-ce que c'est une maladie localisée ou est-ce que ce n'est plus une maladie localisée? Et à ce moment-là, il faut savoir où sont les autres sites où la maladie existe. Và cái tiếp theo đó là cái chẩn đoán di căn xa. Chúng ta cần phải trả lời cho câu hỏi là liệu cái ung thư này nó còn là tiến triển chỉ tại chỗ hay là nó đã có di căn xa đến những nơi khác? Deux examens essentiels, le TEP scanner et l'IRM cérébral. Hai cái thăm dò chính trong cái này đó là chụp PET CT và chụp cộng hưởng từ sọ não. Voilà. À ça se rajoute aussi l'échographie endobronchique et la médiastinoscopie, l'une ou l'autre, hein, ou les deux, pour évaluer les ganglions médiastinaux. Và dựa trên các cái kết quả của PET CT mà chúng ta sẽ có thể đưa ra thêm cái thăm dò như là nội soi phế quản siêu âm hoặc là nội soi trung thất hoặc là cả hai trong trường hợp mà chúng ta cần phải đánh giá tính chất của các cái hạch trung thất. Pour le bilan fonctionnel, on a déjà un tout petit peu parlé le cours précédent. Globalement, il faut faire les EFR, ça c'est indiscutable et parfois en fonction du type de résection qu'on veut faire, il faut faire une scintigraphie pulmonaire de perfusion en plus.
để đánh giá về mặt chức năng chuẩn bị cho trước phẫu thuật thì chúng ta cũng đã nói khá là nhiều trong cái buổi học trước rồi, đó là vấn đề về đo chức năng hô hấp, FEV1, FEV1 trên FVC, dung tích toàn phổi, khuếch tán khí CO qua màng phế nang mao mạch, và một cái thăm dò nữa cũng khá là quan trọng, đó là xạ hình tới máu phổi. Alors, concernant le scanner thoracique, il y en a, il y a dans tous les hôpitaux du Vietnam, il y a des scanners thoraciques, donc c'est le moyen de diagnostic le plus important partout dans le monde finalement. Đầu tiên là để chẩn đoán tổn thương với cái kỹ thuật chụp CT phổi, thì tôi biết là ở Việt Nam có rất nhiều bệnh viện đã có máy chụp CT phổi, và đây là một trong những cái kỹ thuật thăm dò quan trọng trong chẩn đoán ung thư phổi. Donc cet examen va confirmer la localisation de la tumeur. Il va pouvoir chercher des lésions associées dans le thorax et dans toutes les zones examinées. Việc chụp CT sẽ giúp cho chúng ta khẳng định được cái vị trí của khối u ở trong lồng ngực cũng như là tìm các cái tổn thương liên quan. On va pouvoir visualiser les ganglions ou les adénopathies. Chúng ta có thể đánh giá các cái hạch, hạch trung thất, hạch to. Alors, quelle est la différence entre ganglion et adénopathie? Ben, le ganglion, c'est les ganglions normaux, les structures lymphatiques secondaires que tout le monde connaît. Et adénopathie, c'est un ganglion qui est malade, qui a une maladie dedans. Vậy thì cái phân biệt giữa hạch và ganglion, tức là hạch và adénopathie, tức là hạch to như thế nào, thì ganglion thì nó có thể là các cái hạch cấu trúc hạch bình thường, là các cái cấu trúc hạch bình thường của chúng ta. Thế còn adenopathie là các cái hạch bệnh lý. Alors dans le médiastin, on suspecte une adenopathie, donc un ganglion malade, lorsque le petit diamètre est plus grand ou égal au moins à 1 cm. Trong trung thất thì chúng ta có thể phát hiện các cái hạch bệnh lý, tức là hạch to nghi ngờ bệnh lý, đó là các cái hạch mà có đường kính ngang của hạch là trên 1 cm. Alors, une autre facilité du scanner thoracique, c'est qu'on peut évaluer l'envahissement loco-régional, c'est-à-dire l'envahissement de la tumeur au niveau des vaisseaux ou au niveau de la paroi, comme vous voyez ici sur cette image de droite. On peut évaluer l'envahissement local de la tumeur. Và một trong những cái lợi ích của CT ngực nữa đó là đánh giá cái sự xâm lấn tại chỗ và vùng. Chúng ta có thể đánh giá xâm lấn của khối u với lại các cái mạch máu lớn, hoặc là đánh giá xâm lấn của khối u với lại các cái cấu, với lại thành ngực như là xương, rồi xương hoặc là cơ của thành ngực. Alors, il y a un problème que j'ai découvert dans tous les hôpitaux de Vietnam où je suis allée. J'ai retrouvé ce problème et que je le signale sans cesse depuis que je l'ai vu, et je vous le transmets aussi parce que les médecins peuvent contribuer à régler ce problème. Le problème, c'est que, voyez ici, ça c'est un scanner thoracique de l'ensemble du thorax. Donc ces deux examens, c'est pareil, ça c'est une vue médiastinale et ça c'est une vue parenchymateuse. Donc, il y a ici combien d'images? 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 30 images seulement. Một trong những cái vấn đề ở Việt Nam mà rất là thường gặp, và đây là cái vấn đề mà tôi cũng đã thảo luận trao đổi với lại các cái đồng nghiệp Việt Nam, đó là chúng ta có thể thấy là khi mà chụp CT thì chúng ta được in hai cái bản phim như thế này với nhiều các cái lát cắt, và với luôn luôn là hai cái bản phim, là một bản là cửa sổ nhu mô và cửa sổ trung thất, mà chúng ta có thể thấy là hàng ngang và hàng dọc là có khoảng tầm 5 đến 6 cái lớp cắt phổi như vậy. Et sur ces 30 images, qui sont toutes les images du thorax, il y en a que 30. Sur ces 30 images, vous allez voir, il y en a seulement 10 ici qui sont sur lesquelles on voit la tumeur. Và với một cái vấn đề của một cái bản phim mà chỉ có 30 cái lớp cắt như vậy, trong đó thì chúng ta có thể nhìn thấy ở đây là 10 cái lớp cắt mà chỉ là tập trung vào cái vị trí của cái khối u. C'est parfaitement suffisant pour faire le diagnostic de présence de cancer dans le thorax. C'est suffisant. Để đánh giá về cái khối u, vị trí của khối u trong lồng ngực thì như thế này là đủ. Le problème intervient lorsqu'on veut savoir si le cancer est résécable.
điều vấn đề tuy nhiên vấn đề là nếu mà chỉ nhìn thế này thì chúng ta có thể vấn đề là chúng ta cần phải đánh giá là liệu cái khối u có thể phẫu thuật được hay không. Parce que pour le chirurgien, c'est complètement insuffisant 10 images pour savoir si il va pouvoir faire l'opération et quels seront les problèmes qu'il va rencontrer. C'est pas assez. Và với những cái nhà phẫu thuật thì cái chỉ với 10 cái lát cắt như thế này không đủ để có thể đưa ra được cái quyết định rằng là cái khối u này có thể phẫu thuật được hay không. Donc le fait d'avoir très peu d'images représente un danger pour la stratégie du traitement chirurgical que le chirurgien peut se faire. Và với cái hình ảnh CT mà chúng ta in ra như vậy với rất là ít các cái lớp cắt như vậy thì nó sẽ nguy hiểm để có thể đưa ra được một cái quyết định rằng là có thể phẫu thuật được hay không. Et je vous ai mis ici un petit film qui montre que, voyez, entre cette image et cette image, il va y avoir, et surtout, en fait, les 30 images que je vous ai montrées là-haut, en fait, regardez sur le film combien il y a d'images en tout, c'est-à-dire quand on fait un examen complet, eh bien, on a, en fait, normalement, à peu près 300 images. C'est un film finalement, vous voyez, qui peut se faire avec toutes les millimètres. Qu'est-ce qui se passe dans le thorax? Et vous allez voir que entre ces deux examens, quand ça va apparaître la tumeur ici, voyez, ça vient. Donc, voyez, regardez. Je vais vous dire quand ça va venir. Là. Donc, à partir de là, regardez combien d'images il y a jusque-là. Il y avait au moins 10 images entre ces deux étapes-là. Et donc, si on n'a pas l'examen complet et qu'on se contente d'une image toutes les 5 cm, eh bien, on ne va pas pouvoir faire une bonne stratégie. Và bà đã chỉ ra rằng cái vấn đề của nó gặp ở đây chúng ta có thể thấy là với rất ít các lớp cắt mà chúng ta in ra trên hai cái bản phim như vậy. Đây là hình ảnh CT, hai cái lớp CT của hai cái lớp cắt tổn thương qua cái khối u phổi. Tuy nhiên nếu như chúng ta nhìn trên cái phim, cái video mà chúng ta di chuyển, tức là chúng ta có thể xem trên PAC thì giữa hai cái lớp cắt này nó có khoảng tầm 10 cái lớp cắt nữa và chúng ta không thể đánh giá được chính xác cái tình hình của cái khối u đó. Nó và liên quan của khối u, cái kích thước của khối u cũng như là liên quan của khối u với các cái tổ chức xung quanh như thế nào để có thể đưa ra được một cái quyết định về việc phẫu thuật. Donc, il faut demander à vos radiologues de mettre sur un CD l'ensemble, tout l'examen. Le CD, ça coûte quelques centimes, hein, ce n'est pas très cher. Donc, il faut demander aux radiologues de mettre l'examen sur un CD complet, les 300 images, pour pouvoir après bien examiner. On ne peut pas avoir des bons résultats si on fait des mauvais diagnostics. Vì vậy mà điều tốt nhất là chúng ta cần phải yêu cầu các cái bác sĩ nhà chẩn đoán hình ảnh của chúng ta là đưa cho các bạn cái đĩa CD về cái hình ảnh chụp phim của bệnh nhân của chúng ta thay vì chỉ có hai cái bản phim được in ra như vậy. Voilà. On passe à l'étape suivante, l'IRM thoracique. Alors, l'IRM au niveau du thorax n'est pas un examen très utile en général. Il donne moins d'informations qu'un scanner. Tiếp theo chúng ta sẽ nói về cái cộng hưởng từ lồng ngực. Cộng hưởng từ lồng ngực thì thực tế là khá là ít sử dụng đối với lại phổi vì là nó cho cái giá trị chẩn đoán của nó với lại phổi thì ít. Le seul moment où on peut avoir besoin, c'est quand la tumeur est au contact des os, notamment de la colonne vertébrale, mais aussi les autres os. Ça peut nous donner plus d'informations sur l'envahissement osseux de la tumeur. Tuy nhiên thì với những trường hợp khối u mà chúng ta nghi ngờ là nó có xâm lấn xương ở thành ngực thì chụp cộng hưởng từ lồng ngực có thể giúp cho chúng ta đánh giá cái tình trạng xâm lấn của khối u đối với lại xương. Alors, l'examen suivant, la fibroscopie bronchique. Tiếp theo là nội soi phế quản. Ça fait partie aussi des examens de lésion parce que avec cet examen, on va aller à l'intérieur des bronches et savoir à quel moment la tumeur infiltre la muqueuse bronchique.
với cái việc mà nội soi phế quản này không phải là chỉ đơn thuần để đánh giá khối u mà chúng ta có thể nhìn được trực tiếp khối u ở trong lòng những cái với những trường hợp mà khối u ở trung tâm chúng ta có thể quan sát được khối u. Vous voyez ici une fibroscopie bronchique et une tumeur qu'on voit dans la bronche droite. Đây là một cái hình ảnh nội soi phế quản, chúng ta có thể nhìn thấy carina và cái khối u ở phế quản gốc bên phải. Ici c'est une autre petite tumeur qui se situe dans une bronche. Và đây là một cái hình ảnh của khối u mà nằm ở trong một cái nhánh phế quản nhỏ. Donc parfois, c'était quand la tumeur est visible, elle est parfois pas visible, notamment dans les adénocarcinomes périphériques, on ne va pas la voir la tumeur. Mais quand on la voit, ça permet de faire des biopsies, donc de faire un diagnostic de lésion, mais aussi de donner l'information au chirurgien de l'endroit où il doit couper pour éséquer cette tumeur. Tuy nhiên thì không phải trường hợp nào chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái khối u ở trong lòng phế quản, đặc biệt là với những cái u phổi ở ngoại vi như là ung thư biểu mô tuyến. Nhưng nếu chúng ta nhìn thấy thì sẽ cho phép chúng ta có thể sinh thiết để làm chẩn đoán xác định và đồng thời là cung cấp thông tin về vị trí của khối u để cho các nhà phẫu thuật lồng ngực có thể đánh giá, quyết định là cái vị trí cắt như thế nào để có thể loại bỏ hoàn toàn khối u. Un autre moyen pour faire un diagnostic de lésion est la ponction sous scanner. Qui se répand de plus en plus au Vietnam. De plus en plus, j'ai trouvé des radiologues, c'est les radiologues qui font. Et j'ai trouvé que ça commence à se faire assez facilement un peu partout. Và tiếp theo là kỹ thuật mà sinh thiết khối u dưới hướng dẫn của CT. Ở Việt Nam thì chúng tôi thấy là cũng có làm và là các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh thực hiện cái việc sinh thiết khối u. Aussi, le pneumologue au Vietnam, on fait la biopsie sous contrôle du scanner. Oui, c'est très bien ça. Et aussi, alors, je ne l'ai pas mis dans ce cours, mais ça peut se faire aussi sous contrôle de l'échographie lorsque la tumeur est au contact de la paroi. Đôi khi, chúng ta có thể thực hiện việc sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm nếu như cái khối u nó tiếp xúc với lại thành ngực. Et ça, certainement, je suis sûre, je n'ai pas assisté au cours du docteur Gilles Mangiapan, mais lui, il en parle dans ses cours d'échographie, je suis sûre. Và Dr. Gilles Mangiapan, thì tôi không theo dõi cái cours của Dr. Gilles, nhưng mà Dr. Gilles cũng đã nói đến cái việc mà sinh thiết dưới hướng dẫn của siêu âm trong một cái bài trình bày của ông ấy. Donc la biopsie sous contrôle du scanner ou de l'échographie consiste à localiser la tumeur avec le scanner ou avec l'échographe et après à passer une aiguille à travers le thorax jusque dans la tumeur pour ramener quelques cellules sur lesquelles on va pouvoir faire une cytologie. Và việc sử dụng CT scanner trong trường hợp này sẽ giúp cho chúng ta định vị cái vị trí của khối u và qua đó chúng ta sẽ chọc một cái kim sinh thiết vào chính xác vị trí khối u đó để lấy bệnh phẩm làm xét nghiệm về mô bệnh học. Alors, un autre examen qui commence à exister un tout petit peu au Vietnam, je pense de plus en plus, vous me direz, c'est le TEP scanner. Một thăm dò nữa mà chúng ta đã nhắc đến đó là chụp PET CT, thì tôi biết là Việt Nam một số nơi cũng có thực hiện cái kỹ thuật này. Cet examen consiste à faire ingérer au patient un traceur, c'est le 18FDG. Et ce traceur va se fixer sur les endroits où il y a beaucoup de consommation de glucose. Đây là một cái kỹ thuật mà sử dụng cái việc sử dụng cái tính chất tăng hấp thu, tăng chuyển hóa, tăng hấp thu cái chất đồng vị phóng xạ 18 của gluco và các cái tế bào u là một trong những tế bào mà nó tăng hấp thu cái chất này. Ça veut dire les tissus qui ont un métabolisme important comme le cancer. Điều đó có với những cái tổ chức mà nó có tăng hấp thu cái chất này, tức là tăng chuyển hóa, giống như là đó là những cái tổ chức mà thường là gặp là các cái tổ chức khối u. Donc on va obtenir des images de ce type-là où on va voir les endroits où qui ont un ce qu'on appelle un hypermétabolisme. Và kết quả hình ảnh chúng ta có thể thấy đó là cái tình trạng là tăng chuyển hóa, các cái nốt tăng chuyển hóa. Donc ça va nous permettre bien sûr de voir si la tumeur elle est hypermétabolique ou pas, mais aussi de voir
d'évaluer les ganglions ou les métastases à distance. Và kỹ thuật PET thì cho chúng ta biết được là cái khối u đó nó có tăng chuyển hóa hay không, đồng thời giúp cho chúng ta phát hiện các cái vị trí, các cái hạch mà có tăng chuyển hóa hoặc là các vị trí tăng chuyển hóa mà nghĩ đến là nghi ngờ là ung thư di căn. Alors, si les ganglions médiastinaux sont hypermétaboliques au TEP scanner ou si ils ont un petit diamètre supérieur à 1 cm. Nếu như một cái hạch trung thất mà khi mà chúng ta chụp lên mà chúng ta phát hiện cái hạch trung thất có tăng chuyển hóa hoặc là kích thước của nó trên 1 cm khi chụp PET CT. On est obligé de les évaluer, c'est-à-dire de savoir si ils ont ou non des cellules cancéreuses à l'intérieur. Trong trường hợp đó chúng ta cần phải đẩy mạnh cái chẩn đoán lên một bước nữa, đó là xem rằng cái hạch đó liệu có phải là hạch mà di căn của ung thư hay không. Et un moyen de les explorer, c'est de faire une endobronchial ultrasound, c'est-à-dire de faire une échographie endobronchique. Và một trong những kỹ thuật giúp cho chúng ta có thể thăm dò các cái hạch này đó là kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm. Et sous contrôle de cet échographe, faire une ponction au niveau, à travers la bronche, au niveau de ces ganglions médiastinaux. Và khi bằng việc là thực hiện nội soi phế quản siêu âm, chúng ta có thể siêu âm xác định vị trí của các cái hạch này và qua đó chúng ta sẽ chọc, dùng một cái kim để có thể chọc hút được cái tế bào ở trong hạch làm xét nghiệm. Dans ces images, vous voyez l'appareil. Ici, c'est l'échographe avec son aiguille qu'on peut sortir et rentrer dans le canal opérateur. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy đây là hình ảnh của một cái ống nội soi phế quản siêu âm với cái đầu dò siêu âm và kia là cái hình ảnh kim chọc ra. Donc ici on voit la vue endobronchique avec cet appareil et ici la vue avec les rayons. Và hình ảnh phía ngay phía trên của cái đầu dò nội soi siêu âm đó chúng ta nhìn thấy đó là cái hình ảnh thực tế khi mà ở trong lòng của phế quản kim chọc ra và trên hình ảnh X quang thì chúng ta sẽ nhìn thấy hình ảnh như bài của chị. Puisque l'appareil on le passe à travers la trachée, ça veut dire qu'on peut explorer les ganglions qui sont autour de la trachée et des bronches. Thông qua nội soi phế quản siêu âm chúng ta có thể thăm dò được các cái hạch mà nó có áp sát quanh các cái nhánh của khí phế quản. Et ici c'est l'image échographique qu'on a avec cet appareil quand on est dans les bronches. Ici c'est en haut, c'est la trachée. Ici vous voyez l'aiguille qui est venue dans ce gros ganglion que vous voyez ici. Và đây là cái hình ảnh mà khi mà chúng ta nội soi siêu âm chúng ta chọc cái kim là cái hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy tăng sáng nó chọc vào trong tổ chức hạch. Phía trên đó là cái của khí quản. Si on ne peut pas faire une échographie transbronchique parce qu'on n'a pas l'appareil ou parce qu'il est en panne, l'échographie est négative, malheureusement, mais la suspicion que le ganglion soit malade reste importante. Nếu như trong trường hợp chúng ta không thể thực hiện được cái kỹ thuật nội soi phế quản siêu âm vì chúng ta không có máy chẳng hạn thì chúng ta có thể thực hiện cái việc nội soi trung thất hoặc là nếu trong trường hợp mà nội soi phế quản siêu âm cho kết quả âm tính nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ đó là cái hạch mà di căn của ung thư thì chúng ta sẽ thực hiện việc nội soi trung thất để lấy hạch. On va faire à ce moment-là pour étayer notre diagnostic, on va faire une médiastinoscopie. Trong trường hợp đó thì kỹ thuật chúng ta sử dụng là nội soi trung thất. Alors, la médiastinoscopie, c'est mettre ça se fait sous anesthésie générale, comme les bus d'ailleurs, et on met cet instrument qui s'appelle le médiastinoscope devant la trachée. Vous voyez, on fait une petite incision à la peau ici, à la base du cou, et on va insérer cet instrument le long de la trachée. Kỹ thuật nội soi trung thất thì chúng ta sẽ thực hiện dưới gây mê và sử dụng một cái ống gọi là ống nội soi trung thất. Chúng ta sẽ đi qua một cái lỗ mở trên phía dưới của nền phía dưới cổ trên xương ức và đi ở phía đằng trước của khí quản. Et avec ça, on va pouvoir biopsier les ganglions qui sont tout autour de la trachée. Seulement cela, on ne peut pas aller plus loin. Donc c'est juste autour de la trachée, c'est tout. Và với cái kỹ thuật như vậy chúng ta có thể tiếp cận được tất cả các hạch mà trên đường đi của cái ống nội soi trung thất đó, đó là các cái hạch mà ở quanh của khí quản cho đến phía bắt đầu chỗ chia carina, không thể đi xa hơn.
Voilà. Et donc, parfois, les ganglions qui sont situés plus loin, ici dans la fenêtre aorto pulmonaire, qui ne sont pas juste à côté de la trachée, on peut les avoir avec un médiastinoscope, mais on ne peut pas les avoir avec un ébus, parce que quand ils sont loin, on ne les voit pas avec l'ébus. Ở trong trường hợp mà cái hạch mà nó nằm ở chỗ cửa sổ chủ phổi và hơi xa xa so với lại cái khí quản của chúng ta thì với kỹ thuật EBIS chúng ta sẽ không thể tiếp cận được cái hạch đó, không thể nhìn thấy được, nhưng với nội soi trung thất chúng ta có thể quan sát được. Donc ça, c'est un avantage par rapport à les bus. Và đó là một trong những cái lợi ích cái ưu điểm của nội soi trung thất so với lại EBUS. Mais le désavantage, c'est que la médiastinoscopie est une procédure plus lourde pour le patient, puisque ça nécessite une intervention chirurgicale. Tuy nhiên, nhược điểm của nội soi trung thất đó là một cái kỹ thuật tương đối là nặng nề đối với bệnh nhân. Mais pourquoi on l'a fait quand même? C'est parce qu'avec la médiastinoscopie, on va pouvoir avoir des fragments de tissu beaucoup plus importants qu'avec les bus. Et donc, on va pouvoir faire une histologie et pas une cytologie, ce qui fait que la précision de diagnostic avec le médiastinoscope est quand même un petit peu plus grande que les bus. Và một trong những cái tuy nhiên chúng ta vẫn làm vì trong một số trường hợp y biết khó tiếp cận hoặc không thực hiện được, và cái ưu điểm của nội soi trung thất đó là chúng ta có thể thấy lấy được cả cái bệnh phẩm hạch đó và để có thể làm xét nghiệm về mô bệnh học. Khác với lại EBUS thì chúng ta chỉ là cái chọc hút và chúng ta lấy được cái tế bào mà không hoàn toàn là mô bệnh học. Alors, pour continuer à faire le bilan d'extension de notre lésion, donc une fois qu'on sait que c'est un cancer, eh bien, il faut faire le bilan d'extension. Est-ce que c'est un cancer qui est localisé juste à l'endroit où on a fait le diagnostic ou est-ce qu'il a des métastases? Và một trong những cái tiếp theo thì cái chẩn đoán liên quan đến chẩn đoán xâm lấn và di căn xa là một cái chúng ta cần phải đánh giá liệu cái khối u nó còn khu trú ở vị trí của lồng ngực hay là nó đã di căn xa. Donc le TEP scanner déjà, ça nous aide à faire ça. PET scan là một trong những kỹ thuật để chúng ta đánh giá về di căn xa. Mais un examen indispensable est l'IRM cérébral. Tuy nhiên, một kỹ thuật không thể thay thế được cần thiết đó là cộng hưởng từ sọ não. Alors l'IRM cérébral, il est meilleur que le scanner cérébral pour découvrir et décrire les métastases, mais même si on fait un scanner cérébral, il faut le faire injecter pour pouvoir voir des métastases. Sinon, on ne voit rien, ça ne sert à rien de le faire non injecté. Cộng hưởng từ sọ não thì có giá ưu điểm hơn trong việc phát hiện các cái tổn thương di căn tốt hơn so với chụp CT scan sọ não. Tuy nhiên thì ngay chụp khi chụp cộng hưởng từ sọ não chúng ta cũng cần phải tiêm thuốc đối quang từ để có thể quan sát rõ được các cái tính chất của tổn thương. Donc, une fois qu'on a fait le diagnostic de lésion et d'extension de la maladie, il va falloir se poser la question si le patient est opérable. Et si le patient, donc si la lésion est localisée, on va poser une indication chirurgicale, mais il faut savoir aussi si le patient est opérable. Et pour ça, il faut faire les EFR. Tiếp theo, Bi Lăng về chẩn đoán xác định và chẩn đoán di căn xâm lấn, di căn xa của ung thư thì chúng ta nếu như khối u còn khu trú thì ở giai đoạn có thể phẫu thuật được thì chúng ta phải đặt ra câu hỏi là liệu bệnh nhân của chúng ta có thể phẫu thuật được hay không? Và đó, chúng ta cần phải thực hiện đo chức năng hô hấp. On va rentrer juste une seconde, juste une seconde, juste une seconde, j'arrête le micro. Ok, je vais, on va faire une juste 2 secondes de pause parce qu'il faut que je change d'endroit. Mais juste avant de faire la petite pause, c'était juste pour vous dire qu'après, donc il faut évaluer la fonction respiratoire du patient. Et ça, on ne va pas rentrer dans ces détails parce qu'on a bien parlé de ça la fois précédente, c'est-à-dire les EFR avec la scintigraphie pulmonaire de perfusion et à quoi ça sert. On en a parlé la fois précédente. Donc ça, on ne va pas se détailler avec ça. Ça va rester juste dans le cours. Donc, d'accord? Oui.
Việc đánh giá về chức năng của bệnh nhân xem là có phẫu thuật được hay không, quan trọng đó là đánh giá chức năng hô hấp, thì bà cũng sẽ không đi vào chi tiết bởi vì là chúng ta đã nói rất là kỹ trong cái bài trình bày trước rồi. Vì vậy hôm nay chúng ta sẽ không quay lại cái phần đó nữa. Voilà, et là juste deux secondes pas de de pause, deux minutes juste, je change d'endroit pour être au calme, d'accord? OK. Có vấn đề một chút về kỹ thuật, bà cần thay đổi cái vị trí nên chúng ta sẽ tạm dừng khoảng 2 phút. Trong lúc chờ đợi thì các bạn có thể gõ câu hỏi của mình vào trong cái cửa sổ chat để sau khi kết thúc bài chúng ta có thể đặt câu hỏi luôn cho giảng viên nhé. Chị Quyên có mấy cái câu hỏi ở trong đấy rồi đấy chị. Ừ, có, nhưng mà có sẵn mấy câu. Chị không hiểu tại sao. Đây có một cái câu, nó bị trôi ấy chị ạ, nó bị ừ, ba câu, ba bốn câu thì nó bị trôi lên phía trên ấy chị ạ. Ça y est, c'est bon. Le transfert est fait. Désolé, okay. Je suis désolée. D'accord. Comme je suis pas chez moi, c'est un petit oui. peu compliqué. Donc on a dit on va pas parler de cette évaluation fonctionnelle, on en a bien parlé la fois précédente, donc on va supposer que le patient est opérable ou pas, et donc on va déterminer avec ça quel est le type de traitement qu'on va pouvoir lui proposer par la suite. Oui. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển đến cái phần là điều trị ung thư phổi như thế nào, chúng ta không nói đến cái phần đánh giá về chức năng hô hấp nữa vì đã trình bày ở bài trước. Et donc, avant de passer au type de traitement, ce qu'on va faire, on va faire là une stadialisation. Donc, c'est pour savoir quel est le stade clinique dans lequel ce patient se trouve. Trước khi bước vào vấn đề điều trị, thì chúng ta sẽ đánh giá xem là giai đoạn ung thư của bệnh nhân ở giai đoạn TNM nào. Donc, ce stade clinique, il va rester identique toute l'évolution du patient, indifféremment de comment il répond au traitement. Việc đánh giá, việc chẩn đoán giai đoạn ung thư phổi cho chúng sẽ cho chúng ta biết cụ thể chính xác là tất cả các cái tình trạng tiến triển của khối u, bao gồm cả khối u và các cái xâm lấn di căn xa. Donc la stadialisation TNM se fait sur la 8e édition, est aujourd'hui à la 8e édition. Đây là cái phân loại TNM phiên bản ấn bản lần thứ 8. Donc globalement, les stades T1 c'est quand, sont quand la tumeur est inférieure ou égale à 3 cm. Vẫn cái phân loại khối u T1 tức là khối u kích thước dưới nhỏ hơn hoặc bằng 3 cm. Le T2 c'est supérieur à 3 cm et inférieur ou égal à 5 cm. T2 là khối u từ 3 cm trở lên đến dưới không quá 5 cm. Le T3 c'est entre 5 et 7 cm. T3 là từ khối u kích thước từ 5 đến 7 cm. Et le T4 au-dessus de 7 cm. Và T4 là khối u trên 7 cm. Après, voyez qu'il y a des sous-classes, T1A, T1B, etc. On ne va pas relire, hein. Ça c'est très simple, vous l'avez dans le cours. C'est une, globalement, pour les gens qui travaillent avec le cancer pulmonaire, on arrive à la connaître par cœur, mais sinon, on peut l'avoir dans sa poche et la consulter quand on en a besoin. Chúng ta cũng, và với mỗi loại phân phân giai đoạn T như thế thì chúng ta cũng có những cái dưới nhóm mà các bạn có thể nhìn ở trong bài. Chúng ta sẽ không đi vào chi tiết, chúng ta có cái bảng để chúng ta có thể tham khảo rồi. Alors, en dehors de la tumeur, le stade TNM s'intéresse aussi aux ganglions. Tiếp theo là đến sau khi phân loại về T thì chúng ta sẽ đi đến phân loại N, tức là hạch. Donc les ganglions sont de deux types dans le thorax, les ganglions médiastinaux qui sont la station N2. Có hai loại hạch ở trong trung thất mà hai loại hạch trong cái phân loại TNM, đầu tiên là hạch trung thất mà chúng ta sẽ phân loại là N2. Et les ganglions pulmonaires et hilaires qui représentent la station N1. Và hạch, các cái hạch ở quanh phế quản và rốn phổi chúng ta sẽ phân loại là N1. Donc ils ont des chiffres qui commencent à 2, 3, 4, 5, 6 jusqu'à 14. Đây là các cái vị trí về giải phẫu hạch mà phân loại từ vị trí 2R cho đến 14R, các chúng ta có thể nhìn thấy trên hình. Et pour ces ganglions, on a le R pour la droite et le L pour la gauche.
Và chúng ta có các cái chữ R đối với lại các cái hạch ở phía bên phải và L tức là với các hạch ở bên trái. Et les ganglions de 14 jusqu'à 10 inclus sont des stations N1. Các cái hạch ở vị trí từ 14R đến 10R là các cái hạch mà được phân giai đoạn N1. Et à partir de 9 jusqu'à 2, c'est des ganglions N2 médiastinaux. Và từ vị trí hạch N4 quay trở lại đến 2, vị trí từ 4 cho đến 2, à, từ 9 cho đến 2 thì chúng ta sẽ phân là các cái hạch trung thất, tức là giai đoạn N2. Donc, les stades ganglionnaires sont NX lorsque on ne peut pas évaluer le stade des ganglions. Giai đoạn NX là giai đoạn mà chúng ta không thể đánh giá được xâm lấn hạch ở tại chỗ hay hạch vùng, chúng ta không xác định được. N0 quand les ganglions ne sont pas touchés. N0 là khi mà các hạch không bị xâm lấn bởi ung thư. N1 de 10 jusqu'à 14 si les ganglions sont touchés, si un des un ou plusieurs ganglions sont touchés de la station de 10 jusqu'à 14, alors c'est du N1. N1 là các hạch di căn cạnh phế quản cùng bên hoặc là rốn phổi mà chúng ta phân loại ở vị trí là hạch từ 10 đến 14. De 2 à 9, c'est du N2. Từ hạch từ vị trí 2 đến 9, chúng ta phân loại là N2 là các hạch trung thất. Et les N3 sont lorsque les lorsqu'on a la tumeur dans un poumon, et c'est les ganglions de l'autre poumon qui sont touchés ou des ganglions en dehors du thorax. Tiếp theo, N3 là cái trường hợp mà di căn các cái hạch ở phổi đối bên, bên đối diện với khối u hoặc là hạch ở phía hạch ở vùng cổ, hạch thượng đòn. Notamment les ganglions de la base du cou, si vous voulez, soit scalénique, soit susclaviculaire, homo ou contralatéraux. Các cái hạch ở trong lồng ngực mà thường gặp là chúng ta thấy đó là cái hạch dưới đòn hoặc là hạch cơ bậc thang hoặc là hạch dưới đòn cùng bên hoặc đối bên. Parce que si on a un ganglion axillaire ou inguinal, alors ça, ce n'est plus de N3, c'est des métastases. Khi mà chúng ta nhìn thấy các cái hạch mà N3 như vậy thì chúng ta, tức là điều đó đồng nghĩa với việc là cái khối u ở giai đoạn mà nó có di căn. Alors, enfin, on a le M, c'est-à-dire les métastases à distance. Tiếp theo là phân loại M, tức là giai đoạn di căn xa. M0, pas de métastases. M0 là không có di căn. M1, métastase existante. M1 là có di căn xa. Alors, on a dans le M1 plusieurs situations. M1A, M1B et M1C. Và trong giai đoạn M1 có di căn thì chúng ta có các cái M1A, M1B, M1C ở các cái vị trí di căn khác nhau. En fonction de où se trouvent les métastases. Tùy theo cái vị trí của di căn. Une fois qu'on a fait le T, le N et le M, on fait la stadialisation, le stade du cancer. Khi chúng ta đã đánh giá được T, N và M thì chúng ta sẽ phân giai đoạn ung thư. Voilà, et puis donc pareil, on n'a pas besoin d'apprendre la stadialisation par cœur, soit on est amené à l'utiliser fréquemment, donc alors ça vient tout seul, sinon on peut l'avoir pareil dans sa poche, regarder sur Internet, n'importe, on la trouve très facilement partout. Và đây là cái bảng tổng kết phân loại giai đoạn của ung thư mà chúng ta cũng không cần phải học thuộc lòng, chúng ta có thể tra cứu khi cần thiết. Alors, qu'est-ce qu'il en est des traitements et des résultats de ces traitements-là? Quelle est la survie à 5 ans? On en a parlé tout à l'heure. Et le pronostic qu'on peut faire, c'est à ça que ça sert la stadialisation, c'est pour faire un pronostic. Et donc, une fois qu'on a classé, je reviens sur la diapositive précédente, une fois qu'on a classé le patient dans un stade, on peut aussi connaître quel est son pronostic. Và với cái việc phân loại TNM như thế này để đánh giá về giai đoạn ung thư thì chúng ta có thể đưa ra được cái tiên lượng sống của bệnh nhân. Donc globalement, on peut dire que la survie à 5 ans elle est de 18,6% pour tous les stades confondus. Với tất cả các giai đoạn của ung thư nói chung thì tỷ lệ sống của ung thư phổi là 18,6%, chúng ta đã nhắc đến trong slide trước.
que les stades localisés ont une survie à 5 ans de 56%, mais seulement 16% des cancers pulmonaires sont diagnostiqués en stade précoce, donc en stade localisé. Với cái ung thư phổi mà ở giai đoạn khu trú thì tỷ cái tiên lượng sống sau 5 năm là 56%. Tuy nhiên thì chỉ có khoảng 16% ung thư phổi là được chẩn đoán ở giai đoạn sớm. Malheureusement, Thì... le pronostic global y reste quand même assez sombre puisque plus de la moitié des patients diagnostiqués d'un cancer pulmonaire meurent dans la première année après le diagnostic. Và một điều không may mắn đó là khoảng trên 50% các trường hợp ung thư phổi tử vong trong năm đầu tiên kể từ khi chẩn đoán. Voyez que même pour les stades les plus précoces, le stade 1A, la survie à 5 ans, elle est de 50%. Và chúng ta có thể nhìn thấy ngay kể cả giai đoạn chẩn đoán ung thư sớm là 1A thì cái tỷ lệ sống sau 5 năm cũng chỉ là 50% ở cái trước phẫu thuật, phân loại TNM trước phẫu thuật. Après, ça dépend un petit peu de type de histologique de cancer, c'est-à-dire les cancers, par exemple, lipidiques ou adénocarcinome, ont un pronostic global un petit peu meilleur que les autres types de cancers. Tiếp theo thì cái tiên lượng của ung thư cũng còn phụ thuộc một chút vào các cái phân loại mô bệnh học của khối u. Ví dụ như là đối với lại ung thư biểu mô tuyến thì tiên lượng có vẻ có sẽ tốt hơn một chút so với lại ung thư biểu mô vẩy chẳng hạn. Après, ça dépend aussi des mutations génétiques et de leur susceptibilité à l'immunothérapie. Là, on peut avoir aussi de bons résultats. Và tiếp theo nữa là phụ thuộc vào cái tình trạng về xét nghiệm về phân tử như là các cái xét nghiệm về đột biến gen có các cái đột biến gen hay không và các đột biến gen nó có nhạy với điều trị đích hay không thì cũng sẽ nếu nếu có thì nó sẽ cải thiện cái tiên lượng. Tuy nhiên chúng ta cũng không có con số của cái phương pháp điều trị này. Alors, quelles sont les grandes classes de traitements? Quels sont les traitements qu'on peut faire et en fonction du stade, comment on va proposer les traitements, les stratégies? Tùy theo giai đoạn của ung thư vậy thì chúng ta sẽ điều trị các cái giai đoạn đó như thế nào? Alors, il y a quatre grandes situations. Chúng ta có bốn cái tình trạng chủ yếu, bốn cái tình huống chính. Soit le cancer est localisé, donc les stades en général, c'est le stade 1 et 2. Nếu như ung thư ở giai đoạn khu trú, tức là giai đoạn 1 hoặc giai đoạn 2. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire indifféremment de la taille, sans adénopathie médiastinale, donc c'est les N0 ou N1. Giai đoạn 1, giai đoạn 2 tức là bất kể khối u ở bất kể kích thước nào nhưng không có hạch trung thất hoặc tức là hạch ở giai đoạn N0 hoặc N1. Cancer localisé, on peut proposer un traitement localisé qui est soit la chirurgie, le plus recommandé. Les meilleurs résultats sont avec la chirurgie, mais on peut avoir de bons résultats avec la radiothérapie aussi. Et la radiothérapie, on va la proposer si le patient est inopérable. Và nếu như khối u ở giai đoạn khu trú như vậy thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề điều trị tại chỗ tức là phẫu thuật hoặc là xạ trị đối với những trường hợp bệnh nhân không thể phẫu thuật. Cái trường hợp bệnh nhân có thể phẫu thuật thì cái tiên lượng là tốt nhất. Tuy nhiên với những trường hợp mà bệnh nhân không phẫu thuật được thì xạ trị với những ung thư khu trú cũng cho kết quả khá là tốt. Quand le cancer est localement avancé, donc c'est des stades 3A, ils peuvent éventuellement être chirurgicaux, il faut les évaluer. Nếu ung thư ở giai đoạn khu trú, tức là ở giai đoạn tại chỗ nhưng mà có tiến triển, tức là giai đoạn 3A thì trong trường hợp đó chúng ta cũng có thể đặt ra vấn đề phẫu thuật. Et alors, ils peuvent être des cancers localisés, mais qui ont... C'est-à-dire la maladie est localement contenable, mais il y a un N2. Đó là những trường hợp mà ung thư cái khối u tại chỗ nhưng mà có hạch N2. Soit c'est des maladies qui sont localement très invasives, ça envahit la vertèbre par exemple, donc c'est un T4, et ils n'ont pas de ganglions, les ganglions ne sont pas touchés ou seulement la station N1. Hoặc là cái khối u ở giai đoạn T4 tức là có xâm lấn vào các cái mạch máu nhưng mà và có hạch có phân loại hạch là N0 hoặc N1. Donc ça, c'est les cancers qu'on appelle localement avancés.
đó là những cái loại khối u mà chúng ta xếp vào cái giai đoạn là tại chỗ tiến triển, tức là stade 3A. Et pour ce type de cancer, le traitement localisé n'est pas suffisant. Trong trường hợp này thì việc điều trị tại chỗ là không đủ. Le plus souvent, on commence avec un traitement systémique par la chimiothérapie. Trong trường hợp này chúng ta cần phải điều trị với các cái điều trị toàn thân, đó là hóa trị. On fait 3-4 cures de chimiothérapie, 2-3 cures de chimiothérapie et on fait une évaluation. Chúng ta sẽ điều trị với ba cái đợt điều trị hóa chất và các cái điều trị tại chỗ khác. Si la maladie est contrôlée par la chimiothérapie et si le patient est opérable, on peut proposer une intervention chirurgicale. Và trong trường hợp mà có thể phẫu thuật được thì chúng ta sẽ thực hiện phẫu thuật. Si le patient n'est pas opérable, on peut lui proposer une radiothérapie. Nếu trong trường hợp bệnh nhân không thể phẫu thuật được, chúng ta có thể đề xuất việc điều trị xạ trị. Si la maladie n'est pas contrôlée par la chimiothérapie, c'est un patient qui n'est pas opérable et qu'il faut en fait continuer sur le traitement systémique en changeant de chimiothérapie. De ciblothérapie. Donc, j'ai dit qu'on fait 2-3 cures de chimiothérapie, on évalue. Et s'il a répondu à la chimiothérapie, on peut proposer un traitement localisé. Mais s'il n'a pas répondu à la chimiothérapie, il ne faut pas lui proposer de la chirurgie. OK. Xin đính chính lại một chút là trong trường này, đầu tiên chúng ta sẽ chỉ định điều trị hóa chất. Chúng ta sẽ đánh giá đáp ứng sau 2 đến 3 đợt điều trị hóa chất. Nếu như có đáp ứng tốt thì chúng ta sẽ đặt ra vấn đề phẫu thuật. Còn nếu trong trường hợp mà bệnh nhân không có đáp ứng tốt thì chúng ta không thể đặt ra vấn đề phẫu thuật. Troisième situation, les cancers localement avancés mais qui ne sont pas chirurgicales. Tiếp theo là giai đoạn mà ung thư tại chỗ tiến triển nhưng không thể phẫu thuật. C'est le stade 3B. Đó là giai đoạn 3B. Ça veut dire soit il y a une adénopathie médiastinale contralatérale, soit il y a un envahissement local T4 plus des adénopathies médiastinales. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân có cái bệnh lý hạch trung thất ở bên đối diện, tức là N3, hoặc là trong trường hợp bệnh nhân khối u ở giai đoạn T4 có xâm lấn mạch máu và hạch trung thất N2. À ce moment-là, on va associer les deux traitements, systémique par chimiothérapie et localisé par radiothérapie, notamment pour les envahissements osseux qui font très mal. Et à ce moment-là, il faut faire de la radiothérapie. Trong trường hợp đó thì chúng ta sẽ chỉ định điều trị kết hợp giữa điều trị hóa chất và điều trị xạ trị. Đặc biệt là điều trị xạ trị được chỉ định trong những trường hợp mà cái khối u nó có xâm lấn, phá hủy xương, làm cho bệnh nhân đau nhiều thì việc xạ trị cũng sẽ có hiệu quả. Et enfin, la dernière situation, les cancers disséminés, les stades 4, là, il n'y a pas de traitement localisé, c'est du traitement systémique, la chimiothérapie ou un traitement ciblé en fonction de la tumeur. Trong trường hợp mà ung thư phổi ở giai đoạn di căn lan tỏa, tức là giai đoạn 4, thì trong đó chúng ta không thể điều trị tại chỗ được mà phải điều trị toàn thân với hóa chất hoặc là điều trị đích. Alors, quels sont les principes du traitement chirurgical? Si il faut faire un traitement chirurgical, je vous rappelle que moi je suis chirurgien, donc on va plutôt parler de traitement chirurgical. On ne va pas détailler les traitements par chimiothérapie et radiothérapie. Các cái nguyên tắc của điều trị phẫu thuật, bởi vì tôi là một bác sĩ chuyên về phẫu thuật, vì vậy tôi sẽ nói nhiều đến cái vấn đề về phẫu thuật mà chúng ta không đi chi tiết vào cái điều trị hóa chất và xạ trị. Alors, quand on fait de la chirurgie, c'est un traitement qui a une intention curative. Donc l'intention c'est de guérir le patient. Việc phẫu thuật đó là cái điều trị nhằm mục đích để có thể điều trị tiệt căn. On propose la chirurgie quand la tumeur est localisée et quand elle est résécable et quand le patient peut supporter l'intervention chirurgicale. Chúng ta sẽ chỉ định phẫu thuật trong trường hợp khối u ở khu trú và có thể phẫu thuật được và điều kiện bệnh nhân có thể cho phép phẫu thuật. Le plus important quand on fait la stratégie chirurgicale, c'est de ne pas laisser des cellules cancéreuses sur place. Donc c'est de éviter d'avoir une résection incomplète. Và điều quan trọng trong phẫu thuật đó là chúng ta phải tránh cái việc để cho khối u có thể xâm lấn, các cái tế bào ung thư có thể còn lại ở tại chỗ hoặc là di căn tại chỗ, tiến triển tại chỗ. Đó là chúng ta cần phải phẫu thuật, tránh cái việc mà phẫu thuật không hoàn toàn khối u.
Car si la résection est incomplète, la survie est équivalente à celle des patients non opérés. Trong trường hợp mà chúng ta không thể phẫu thuật hoàn toàn khối u thì cái tỷ lệ sống sót của bệnh nhân chỉ tương đương với những trường hợp bệnh nhân không phẫu thuật. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça ne sert à rien de les avoir opérés. Ça n'apporte rien. Điều đó có nghĩa là cái việc phẫu thuật chẳng mang lại lợi ích gì cả. Alors, le traitement chirurgical, ça veut dire quoi? Ça veut dire enlever, réséquer. Et donc, qu'est-ce qu'on va réséquer? Vậy điều trị phẫu thuật điều đó có nghĩa là gì? Đó là chúng ta có thể loại bỏ, chúng ta có thể cắt bỏ. Eh bien, on peut réséquer un poumon entier, ça s'appelle une pneumonectomie. Chúng ta có thể phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ phổi, phẫu thuật Une petite parenthèse, il ne faut pas faire de pneumonectomie si les ganglions médiastinaux sont positifs. pneumonectomie. Chúng ta chống chỉ định cắt bỏ hoàn toàn một bên phổi trong trường hợp bệnh nhân đã có hạch N2 trở lên. Une autre opération pour cancer, c'est la lobectomie, c'est-à-dire l'exérèse d'un lobe. Tiếp theo đó là phẫu thuật cắt thùy phổi, tức là loại bỏ một thùy phổi. Vous savez qu'il y a trois lobes à droite et deux lobes à gauche. Chúng ta có ba thùy ở bên phổi phải và hai thùy bên phổi trái. Ce qui fait qu'on peut faire aussi des bilobectomies du côté droit. À gauche, la bilobectomie, ça veut dire pneumonectomie puisqu'il n'y a que deux lobes. Mais à droite, on peut faire ce qu'on appelle les bilobectomies. Chúng ta cũng có thể phẫu thuật cắt hai thùy phổi đối với lại phổi bên phải. Đối với phổi bên trái, nếu mà cắt hai thùy có nghĩa là tương đương với lại cắt toàn bộ phổi. On peut faire une bilobectomie supérieure et moyenne ou une bilobectomie moyenne et inférieure. Chúng ta có thể phẫu thuật cắt hai thùy, đó là thùy trên, thùy giữa hoặc là thùy giữa, thùy dưới của phổi phải. Mais on ne peut pas faire une bilobectomie supérieure et inférieure. Nhưng chúng ta không thể phẫu thuật hai thùy phổi bên phải gồm có thùy trên và thùy dưới. Parce que le lobe moyen, il n'a que deux segments, donc il est trop petit pour pouvoir occuper après la cavité pleurale résiduelle. Bởi vì là cái kích thước của cái thùy giữa nó rất là nhỏ, vì vậy nếu chúng ta cắt thùy trên và thùy dưới thì thùy giữa không thể nở ra được để có thể lấp đầy được cái lồng khoang lồng ngực bên phải. Une autre opération qu'on peut proposer, c'est les segmentectomies, c'est-à-dire une résection d'une unité structurelle à l'intérieur d'un lobe. Tiếp theo là cái phẫu thuật cắt phân thùy phổi, có nghĩa là cái kỹ thuật mà chúng ta có thể cắt một cái phần ở trong cái thùy phổi ở phía trước của một cái phần phía trước của thùy phổi. On peut aussi faire des résections atypiques, c'est-à-dire on ne tient pas compte de la distribution anatomique des vaisseaux et des bronches. Chúng ta cũng có thể cắt không điển, cắt phổi không điển hình, tức là cắt bỏ một cái phần của nhu mô phổi mà không tính đến sự phân bố của các cái trục mạch máu phế quản. Mais ce type de résection n'est pas indiqué dans le cancer pulmonaire. Tuy nhiên, cái loại phẫu thuật cắt không điển hình này không chỉ định trong trường hợp ung thư phổi. Toutes les résections qu'on fait, la pneumonectomie, la lobectomie, la bilobectomie ou la segmentectomie, pour le cancer pulmonaire, doivent s'associer à une lymphadénectomie médiastinale. Tất cả các cái kỹ thuật phẫu thuật như là cắt toàn bộ phổi, cắt một thùy phổi, cắt hai thùy phổi hoặc là cắt phân thùy phổi cho ung thư phổi đều phải đi cùng với việc nạo vét các hạch trung thất. Alors, comment on fait la chirurgie? Eh Vậy bien, chúng ta thực hiện phẫu thuật như thế nào? il y a globalement la modalité classique dans laquelle on fait une ouverture du thorax qui s'appelle une thoracotomie. Trong cổ điển thì chúng ta thường là thực hiện cái phẫu thuật mở ngực. Trước kia chúng ta thực hiện cái việc là phẫu thuật mở ngực. Une fois qu'on est sur le poumon, on va disséquer et ligaturer les artères, après les veines et après on va suturer les bronches. Khi chúng ta thực hiện việc mở ngực và tiếp cận vào đến vùng phổi bị tổn thương thì chúng ta sẽ bóc tách và thắt các động mạch, bóc tách và thắt tĩnh mạch và bóc tách khâu phế quản. Et après, on va enlever les ganglions médiastinaux. Và tiếp theo là chúng ta sẽ nạo vét các cái hạch trung thất. Alors ça, c'est le schéma classique, mais vous allez voir que de nos jours, il y a aussi des possibilités un petit peu plus nouvelles. Đây là cái kỹ thuật mà chúng ta đã thực hiện trước kia, tuy nhiên hiện nay chúng ta có thể thực hiện những cái kỹ thuật mới.
Mais pour pouvoir opérer un patient, donc c'est-à-dire travailler sur un poumon, il faut qu'on puisse exclure de la ventilation le poumon. C'est-à-dire le poumon, il ne sera pas ventilé pendant l'opération parce que eh bien, le fait de ventiler, ça rend l'opération plus difficile. Và đây là cái việc phẫu thuật mà chúng ta thực hiện trên phổi, vì vậy mà chúng ta cần phải không thông khí cái bên phổi phẫu thuật, bởi vì việc tiếp tục thông khí bên phổi phẫu thuật trong quá trình phẫu thuật sẽ gây khó khăn. Donc, pendant l'opération, le patient va respirer seulement avec le poumon qui n'est pas opéré. Vì vậy mà trong suốt quá trình phẫu thuật thì bệnh nhân cần được thông khí với bên phổi không phẫu thuật. Et pour faire ça, les anesthésistes utilisent une sonde d'intubation qui a deux lumières, deux tuyaux, deux lumières. Vì vậy mà các cái nhà gây mê sẽ sử dụng cái kỹ thuật đặt nội khí quản hai nòng các len. Voilà, Carlens, ça s'appelle Carlens. Et donc, il y a un tube qui est plus court et qui reste dans la trachée, et un tube qui est plus long et qui va aller dans les bronches. Cái khí quản nội khí quản các len này thì nó gồm có hai nhánh, một nhánh ngắn nằm ở trong lòng của khí quản và một nhánh dài hơn đi sâu vào trong nhánh vào phế quản gốc. On peut le mettre le tuyau plus long dans la branche gauche ou dans la branche droite en fonction des besoins. Chúng ta có thể đặt cái nhánh phế quản nhánh nhánh mà dài đi vào trong lòng phế quản ở bên phải hoặc bên trái tùy theo cái vùng chúng ta cần can thiệp. Et après, avec le jeu des ballonnets, gonflés, dégonflés, etc., on peut choisir le poumon qu'on va ventiler. Và với việc mà thực hiện bơm các cái bóng ở các vị trí ở khí quản hoặc là cái phế quản gốc mà chúng ta có thể lựa chọn cái vùng phổi mà chúng ta định thông khí, cái bên phổi chúng ta định thông khí. Y a aussi un code couleur. Vous voyez qu'il y a un tuyau qui est bleu ici, à l'extérieur de la bouche du patient, et l'autre qui est transparent. Et les ballonnets, pareil, il y a un qui a un code bleu ici de couleur et l'autre qui ne l'a pas. Le bleu, c'est pour la bronche et le transparent, c'est pour la trachée. Và ở cái phần mà đầu phía ngoài thì chúng ta có những cái chỉ thị màu xanh đối với lại từng cái nhánh màu xanh hoặc là trong suốt với từng nhánh. Tương tự cái vị trí mà cớp để bơm bóng chúng ta cũng có cái chỉ thị màu tương ứng để chúng ta có thể màu xanh thì là dành cho cái thông khí ở cái nhánh mà đi sâu vào phế quản. Còn màu trong suốt thì là cho cái nhánh mà nằm ở khí quản. Alors, je vous ai dit que l'opération se fait avec une ouverture du thorax. Donc ça, c'est la façon classique. Voilà, le patient, il est installé ici sur la table opératoire. Ça, c'est l'incision qu'on va faire. Et vous voyez qu'une fois que l'incision est faite, eh bien, on va mettre un écarteur métallique qui va maintenir les côtes écartées. Và đây là một cái trong những kỹ thuật mà mở ngực cổ điển cho cái phẫu thuật cổ điển chúng ta vẫn sử dụng trước kia. Chúng ta thấy cái là bệnh nhân được nằm nghiêng ở trên bàn với cái bên phẫu thuật ở bên trên và cái đường vẽ đấy là cái đường rạch ra của bệnh nhân. Sau khi bệnh nhân đã được rạch ra thì sẽ sử dụng cái ecarter để có thể mở rộng cái vết mổ, kéo các cái xương sườn ra. Donc ça, c'est l'abord classique, c'est ce qui se fait encore dans beaucoup d'endroits, mais ça, vous voyez ici que c'est quand même un peu traumatique, hein. Đây là kỹ thuật mà cổ điển trước đây, tuy nhiên thì hiện tại cũng vẫn được ứng dụng ở rất nhiều nơi, ứng dụng trong phẫu thuật ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên chúng ta có thể thấy là đây là cái phẫu thuật mở ngực với là cái phương pháp mà xâm lấn gây chấn thương. C'est pourquoi on a essayé de développer des techniques nouvelles qui s'appellent des techniques mini-invasives. Đó là lý do tại sao mà sau đó thì đã phát triển cái kỹ thuật mà xâm lấn tối thiểu. Notamment la vidéothoracoscopie qui permet de faire la même opération sans ouvrir le thorax. Đó là cái kỹ thuật một đặc biệt là trong đó là có kỹ thuật nội soi lồng ngực và có video cho phép chúng ta có thể thực hiện phẫu thuật mà không cần phải mở ngực lớn. Donc, vous voyez que l'opération, elle va se faire par des petits orifices comme ça. On met une caméra vidéo et des instruments spécifiques et on va travailler en regardant sur un écran. Chúng ta có thể thấy là với kỹ thuật này thì chỉ có mở một vài cái lỗ nhỏ ở trên lồng ngực, sau đó thì là một để có thể đưa được cái camera và các cái dụng cụ can thiệp trong phẫu thuật vào và phẫu thuật viên sẽ quan sát cái hình ảnh ở trong trường phẫu thuật qua một cái màn hình video. Donc il y a ici un petit film très court qui montre donc voilà quelqu'un qui est en train d'opérer
voyez qu'on fait des mouvements comme ça qui sont très délicats en regardant la caméra et on fait l'opération comme ça sans ouvrir le thorax. Và đây là một cái video, đoạn ngắn của video cho chúng ta đang thực hiện phẫu thuật. Chúng ta thấy là cái di chuyển các cái dụng cụ của phẫu thuật viên khá là nhẹ nhàng thôi. Và quan sát trên màn hình camera, qua đó chúng ta có thể phẫu thuật cắt phổi mà không cần phải mở ngực. C'est quand même beaucoup moins traumatique. Và chắc chắn là ít sang chấn hơn rất nhiều, ít chấn thương. Alors, quels sont les résultats du traitement chirurgical? Ça reste quand même un traumatisme, la chirurgie, et donc il y a des complications possibles. Vậy các cái biến chứng của phẫu thuật như thế nào? Chúng ta biết là đó, cái phẫu thuật khi phẫu thuật thì là nó sẽ có cái khi mà mở ngực như vậy thì nó cũng sẽ có những sang chấn. Ngoài ra thì các cái biến chứng của phẫu thuật khác chúng ta có thể thấy là gì? Des complications communes à tout acte chirurgical. Toute chirurgie peut saigner, par exemple, de faire des hémorragies. Biến chứng đối với lại hầu hết tất cả các loại phẫu thuật mà hay gặp đó là chảy máu. La mortalité post-opératoire est dominée par les complications cardiaque notamment les troubles de rythme cardiaque, l'infarctus et les pneumonies. Cái tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật thì chủ yếu là liên quan đến vấn các cái biến chứng về tim mạch mà thường gặp đó là các biến chứng về nhồi máu hoặc là cái biến chứng về viêm phổi. Il ne faut pas oublier que la majorité des patients est fumeuse, c'est des fumeurs, les patients de cancer pulmonaire, et donc en dehors du cancer pulmonaire, ils ont souvent les vaisseaux qui sont abîmés aussi, c'est des artériopathes. Vì chúng ta biết rằng là phần lớn những cái bệnh nhân ung thư phổi thì thường là những cái người hút thuốc, vì vậy mà các cái mạch máu của họ cũng bị xơ vữa, bị hẹp, chính vì vậy mà sẽ tăng các cái nguy cơ biến chứng về tim mạch, các cái nhồi máu. Une autre complication fréquente et importante, c'est les infections post-opératoires, notamment les pneumonies, on en a parlé, qui sont un facteur de mortalité, mais aussi les fistules du moignon bronchique. Và các cái biến chứng khác mà cũng gặp trong phẫu sau phẫu thuật đó là các biến chứng về nhiễm trùng mà biến chứng viêm phổi chúng ta đã nhắc ở trên là một trong những yếu tố tiên lượng tử vong. Ngoài ra thì còn biến chứng do dò mỏm cắt phế quản. Un autre problème important et qui est pourvoyeur de complications, c'est les douleurs post-opératoires. Tiếp theo là các cái biến chứng đau sau phẫu thuật. C'est pour ça que il faut associer, il faut faire des péridurales ou des blocs paravertébraux pour diminuer au maximum possible la douleur post-opératoire. Đó là lý do tại sao mà chúng ta có thể thực hiện các cái việc gây tê ngoài màng cứng ở cái vùng ngực để có thể giảm đau cho bệnh nhân sau phẫu thuật. Voyez qu'après cette chirurgie, 5% des patients ont de douleurs persistantes à plus de 2 ans après l'opération. Ça, c'est les douleurs chroniques. Tiếp đến là ngoài cái việc cái đau cấp xung quanh sau phẫu thuật thì còn cái tình trạng đau mạn tính, khoảng 5% các bệnh nhân là vẫn tồn tại những cái đau mạn tính dai dẳng sau 2 năm kể từ khi phẫu thuật. Après une lobectomie, la morbidité, donc le taux de complications post-opératoires est de 35% et la mortalité elle est de 3%. Sau các cái trường hợp mà phẫu thuật cắt thùy phổi thì sẽ dẫn đến các cái bệnh lý về phổi hạn chế có thể gặp trong khoảng 35% các trường hợp và tỷ lệ tử vong khoảng 3% ở các trường hợp phẫu thuật cắt thùy phổi. Alors, en post-opératoire, qu'est-ce qu'il faut faire une fois qu'on a opéré les patients? Eh bien, si sur les pièces opératoires, les ganglions sont pas touchés, donc le stade P, ça veut dire post-opératoire, après avoir analysé au microscope tous les ganglions qu'on a réséqués, si les ganglions ne sont pas malades, il faut faire une surveillance par scanner tous les 6 mois pendant 5 ans. Tiếp theo là việc theo dõi sau phẫu thuật như thế nào thì chúng ta cần phải đánh giá cái giai đoạn TNM sau phẫu thuật. Nếu như sau phẫu thuật thì giải phẫu bệnh của các cái hạch mà chúng ta nạo vét ra kết luận là giai đoạn hạch N0 thì chúng ta cần phải theo dõi bằng chụp cắt lớp lồng ngực cho bệnh nhân mỗi 6 tháng trong vòng 5 năm. Si sur la pièce opératoire, sur le spécimen réséqué et les ganglions médiastinaux, s'il y a le moindre ganglion qui est touché, que ce soit N1 ou N2, il faut rajouter de la chimiothérapie adjuvante. Nếu kết quả giải phẫu bệnh của các cái hạch sau phẫu thuật là N1
hoặc là N2 thì chúng ta cần, sau phẫu thuật chúng ta cần phải có điều trị hóa chất bổ trợ. Et après, une surveillance pareil par scanner tous les 6 mois pendant 5 ans. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ theo dõi trong bằng CT ngực trong mỗi 6 tháng trong vòng 5 năm. Donc si on résume le cours d'aujourd'hui, eh bien, on peut avoir, voyez, ce schéma qui représente le circuit du patient atteint d'un cancer pulmonaire. Để tóm tắt cho cái bài trình bày ngày hôm nay thì có một cái sơ đồ, đó là cái sơ đồ đối với tiếp cận đối với những bệnh nhân ung thư phổi. C'est-à-dire le patient, pour des raisons, pour des symptômes, pour un problème, il a craché du sang, il a mal, il tousse, il respire pas bien, un symptôme, n'importe lequel, il va se présenter chez le médecin traitant, chez le pneumologue ou chez l'oncologue, chacun comme ça peut arriver dans tous les sens. Đầu tiên là khi mà một cái người như ung thư phổi có các cái triệu chứng, bất kể là triệu chứng gì, ho, khó thở, đau ngực, khạc đờm, vân vân, thì sẽ đến khám ở cái phòng khám ban đầu, có thể là bác sĩ điều trị, bác sĩ gia đình hoặc là bác sĩ chuyên khoa về phổi hoặc bác sĩ ung thư, tức là họ có thể đến bất kỳ chuyên khoa nào. Si le médecin suspecte un cancer, il va pulmonaire, il va faire un bilan initial qui consiste à faire les examens dont on a parlé pendant le cours. Và nếu như chúng ta nghi ngờ, bác sĩ nghi ngờ là ung thư phổi, chúng ta cần phải đánh giá các cái bi lăng ban đầu, bao gồm các cái bi lăng về chẩn đoán như chụp CT lồng ngực có tiên thúc cản quang, nội soi phế quản sinh thiết, chụp MRI sọ não hoặc là CT sọ não có cản quang, chụp PET CT chức năng hô hấp là những cái chúng ta thảo luận trước đó. Ça va nous permettre de savoir si c'est un cancer ou pas, si c'est un cancer, est-ce qu'il est localisé ou pas, et s'il est localisé ou pas, quels sont les types de traitements qu'on peut proposer. Việc đánh giá các bi lăng này sẽ cho chúng ta câu trả lời liệu đó có phải là một cái ung thư hay không. Nếu là ung thư thì nó ở giai đoạn nào, giai đoạn tại chỗ hay là có tiến triển di căn xa. Và nếu như ở giai đoạn tương ứng với giai đoạn đó thì chúng ta điều trị như thế nào. Et à cette étape, c'est très important de discuter le dossier du patient dans une réunion de concertation multidisciplinaire. Và khi mà chúng ta đã thực hiện các cái đánh giá như vậy thì bệnh nhân cần phải được hội chẩn trong một cái hội đồng đa chuyên khoa. La décision de la stratégie thérapeutique se fait avec l'ensemble des participants au niveau du cancer pulmonaire, c'est-à-dire non seulement l'oncologue, mais le chirurgien, le radiologue, le radiothérapeute, l'anatomopathologiste, donc il faut que tous les gens qui sont impliqués dans le cancer pulmonaire participent à la discussion du dossier. Trong hội đồng đa chuyên khoa này thì mục đích là để đưa ra cái chiến lược điều trị cho bệnh nhân, không chỉ bao gồm các cái nhà hô hấp học mà bao gồm tất cả các chuyên khoa mà có liên quan đến việc điều trị cho bệnh nhân, như là chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, chuyên gia về xạ trị, vân vân. Donc la décision sur la stratégie de prise en charge se fait en équipe. Như vậy là cái việc thảo luận về chiến lược điều trị cho bệnh nhân ung thư phổi thì phải làm cái cuộc thảo luận đa chuyên khoa bởi một cái hội đồng. Donc après cette discussion, soit le dossier il est clair et on peut proposer une stratégie de traitement, soit on constate qu'il y a encore des examens qui doivent être faits pour affiner le diagnostic, préciser plus. Và khi mà trong cái buổi thảo luận này thì hội đồng sẽ đưa ra nếu trong trường hợp tất cả chẩn đoán đã rõ ràng rồi, có chiến lược điều trị cụ thể, chúng ta sẽ cho bệnh nhân điều trị. Còn nếu trong trường hợp vẫn còn những cái vấn đề cần phải thảo luận thì chúng ta sẽ, hội đồng sẽ đưa ra các cái yêu cầu về thăm dò bổ sung. Voilà, et en fonction de ce nouvel examen, on va finalement proposer toujours en équipe un traitement. Và tùy thuộc vào cái kết quả của cái thăm dò bổ sung như chúng ta có thể nhìn thấy ở đây, ví dụ như là sinh thiết khối u dưới CT, EBUS, nội soi EBUS hoặc là nội soi với lại đầu dò EBUS với đầu dò xuyên tâm để sinh thiết tổn thương phổi ngoại vi hoặc là nội soi trung thất xạ hình phổi vân vân. Chúng ta lại đưa ra hội đồng để thảo luận lại và đưa đến vấn đề quyết định điều trị cho bệnh nhân. Voilà, et ça c'est les grandes lignes de diagnostic et stratégie thérapeutique du cancer pulmonaire. Il y a beaucoup plus à dire évidemment, hein, parce que c'est une maladie qui a beaucoup
beaucoup de possibilités d'évolution, de traitement, etc. Mais on n'en a parlé aujourd'hui que des grandes lignes. Et donc, avant de passer aux tumeurs du médiastin, est-ce que vous avez des questions? Đây là tất cả cái phần mà trình bày liên quan đến ung thư phổi. Tất nhiên có rất nhiều các cái vấn đề mà chúng ta cần phải luận, phải thảo luận nữa. Nhưng mà là những cái cơ bản trong cái chẩn đoán và xử trí của ung thư phổi. Các bạn có câu hỏi gì trước khi chúng ta chuyển sang? À, có tất cả là... il a quelques questions? Oui. Première question pour vous. Oui. Est-ce qu'on ont indiqué les bus pour évaluer le stade de métastase cancer bronchique quotidien comment on dit Oui, l'indication de tous les cas. Oui, oui, oui. Systématique, vous voulez dire. Câu trả lời của bà ấy là chúng ta có thể chỉ định eBus để đánh giá di căn cho tất cả những trường hợp mà có chỉ định có thể làm được eBus. Ví dụ như là nếu như chúng ta mà đánh một cái bệnh nhân có khối u phổi mà chúng ta thấy là có các cái hạch trung thất, chúng ta cần phải đánh giá tính chất của nó thì chúng ta có thể sử dụng eBus để thực hiện để chẩn đoán cho bệnh nhân. Donc l'examen par eBus n'est pas systématique, on va le proposer seulement chez les patients chez lesquels on a une suspicion d'envahissement de ganglion médiastinal. Đây không phải là một cái chỉ định mà chúng ta chỉ định một cách gọi là hệ thống thường quy mà chúng ta chỉ định trong những trường hợp mà chúng ta nghi ngờ bệnh nhân có các cái hạch trung thất bệnh lý. C'est-à-dire un ganglion qui a un ganglion du médiastin qui a un petit diamètre supérieur à 1 cm. Ví dụ đó là các cái hạch trung thất mà có đường kính nhỏ, tức là cái đường kính ngang của hạch là trên 1 cm. Et ou qui fixe au TEP scanner. Hoặc là đường kính có thể dưới 1 cm nhưng lại có tăng chuyển hóa trên PET scan. Donc parfois il y a des grands ganglions qui sont gros mais qui ne fixent pas au TEP scanner et quand ils sont très gros, on est quand même s'ils ne fixent au TEP scanner, on a envie de savoir pourquoi ils sont si gros que ça et on fait une ébus. Vì thực tế thì là cũng có những cái hạch mà trên PET scan mặc dù là kích thước của nó khá là lớn trên 1 cm nhưng mà nó lại không có tăng chuyển hóa thì trong trường hợp đó chúng ta vẫn phải đặt ra câu hỏi tại sao cái hạch lại to như vậy và chúng ta sẽ cần phải làm eBus để có thể trả lời câu hỏi đó có phải là một cái hạch xâm lấn di căn của ung thư hay không. Parfois, il y a des ganglions qui ne sont pas gros, ils sont plus petits de 1 cm mais qui fixent beaucoup au TEP scanner. Và đôi khi thì chúng ta lại thấy có những hạch mặc dù kích thước của nó chỉ nhỏ thôi, dưới 1 cm nhưng nó lại tăng chuyển hóa nhiều trên PET scan. Et cela aussi, on se demande pourquoi il fixe beaucoup au TEP scanner et on a envie de savoir ce qui se passe dedans. Và trong trường đó thì chúng ta cũng nghi ngờ là lý do tại sao cái hạch nó tăng chuyển hóa như vậy và chúng ta cần phải làm eBus để trả lời cho câu hỏi. Le plus souvent, en revanche, quand les ganglions sont gros, ils vont aussi fixer au TEP scanner. Một cái trường hợp khác đó là trên PET scan cái hạch kích thước to và nó lại tăng chuyển hóa. Et donc, pareil, on va indiquer un eBus. Donc, ça, c'est les situations pour lesquelles on indique un eBus. Và đây là cái trường hợp mà chúng ta thường gặp hơn, tức là những cái hạch to và có tăng chuyển hóa. Và trường hợp đấy chúng ta cũng chỉ định eBus để có thể khẳng định đó là cái hạch có phải là hạch xâm lấn của ung thư không. Voilà. Ok. Une autre question? La deuxième question, c'est... dans le cas, on fait la bronchoscopie et on voit il a des plaques, des pigmentés noirs, des pigments noirs. Ah oui, des taches noires, des pigments noirs. Oui, ouais, des taches pigmentées noires. Oui. Est-ce que c'est la lésion de maligne? Ouais. Non, en général, les taches noires, c'est des dépôts d'anthracose. Et donc, ça, c'est la signature de la pollution et du tabac. Bình thường thì cái đó không phải là cái biểu hiện của tổn thương ác tính mà nó là cái sự tích tụ của các cái sắc tố và nó đặc trưng cho cái trường hợp mà tổn thương, các cái tổn thương mà liên quan đến tình trạng là bị ô nhiễm, phơi nhiễm, ví dụ như là đối với lại thuốc lá chẳng hạn. Le plus souvent, l'aspect endobronchique du cancer pulmonaire, c'est un bourgeon.
une excrescence, donc c'est un bourgeonnement en fait. Hình ảnh tổn thương đặc trưng thường gặp của ung thư ở trong lòng phế quản đó là các cái tổn thương khối nốt, các cái sùi. Voilà. Ouais. Et dans le cas, dans oui? le cas, on a cytologie, il y a des cellules malignes sur cytologie. Mais oui, alors... sur pathologie, on voit que inflammation chronique. Est-ce qu'on peut conclure c'est un cancer ou pas? Non, la seule façon dont on peut conclure que c'est un cancer, c'est quand il y a des cellules malignes. L'inflammation n'est pas un diagnostic de cancer. C'est seulement quand on voit les cellules malignes. Le problème, c'est que lorsqu'on ne voit pas les cellules malignes, on peut quand même avoir un cancer pulmonaire. Oui. Mais s'il a des cellules, par exemple, dans le ban, dans le liquide de bronco lavage, on voit oui, les oui. cellules malignes. Mais oui, si on fait de biopsie, on trouve pas des cellules malignes, c'est que inflammation chronique. Est-ce qu'on peut conclure dans ce cas? On peut conclure qu'il y a un cancer, mais qu'on n'a pas biopsié au bon endroit. Trong trường hợp mà nếu mà chúng ta thấy là tế bào học mà có ung thư mà mô bệnh học sinh thiết và cái tổn thương nghi ngờ đó chỉ là viêm mạn tính thì chúng ta không thể kết luận được đây không phải là ung thư mà vẫn có thể là ung thư và chúng ta không sinh thiết vào đúng cái vị trí có tế bào ung thư. Ngược lại có những trường hợp tổn thương mà chúng ta sinh thiết không thấy ung thư nhưng chúng ta vẫn nghi ngờ ung thư thì chúng ta vẫn phải làm sinh thiết thêm để khẳng định là có phải là ung thư hay không. La troisième question. Oui. Dans le cas, le tumeur moins de 2 cm à périphérique, dans la position qu'on ne peut pas biopsier, le patient avoir des ganglions médiastinaux moins de 1 cm. Oui. Est-ce qu'on peut indiquer la chirurgie pour faire le la biopsie pour pathologie? Alors oui, bien sûr, mais avant d'arriver à la chirurgie pour faire ça, il y a d'autres étapes en fait. Oui. Trong trường hợp đó thì chúng ta cũng trong trường hợp chúng ta không thể sinh thiết được tiếp cận được tổn thương để sinh thiết thì chúng ta cũng có thể thực hiện phẫu thuật để lấy để sinh thiết làm chẩn đoán. Tuy nhiên thì chúng ta có rất nhiều các cái cách để có thể lấy bệnh phẩm trước đó. Thực tế thì chúng ta có thể sinh thiết được những cái khối u ở ngoại vi mà kích thước nhỏ xung quanh khoảng từ 7 cho đến 10 mm chúng ta cũng vẫn thể có thể sinh thiết được. Nhưng ví dụ như là nếu mà có những cái khối u mà nó nằm ở các vị trí nguy hiểm mạch máu thứ thì trong trường hợp đó chúng ta cái giải pháp mà sinh thiết bằng phổi mở nội soi lồng ngực để sinh thiết thì chúng ta đặt ra cuối cùng. Alors, on peut même faire un traitement de résection, on peut le proposer sans avoir le diagnostic quand on suspecte quand la suspicion de cancer est très forte et quand on sait qu'on va pouvoir faire le diagnostic pendant l'opération. Chúng ta cũng có thể thực hiện phẫu thuật trong trường hợp mà chúng ta chưa xác định được chẩn đoán của cái tổn thương đó nếu chúng ta rất nghi ngờ đó là một cái tổn thương ung thư phổi và khi phẫu thuật thì chúng ta có thể làm cái giải phẫu bệnh trong quá trình chúng ta giải phẫu bệnh tức thì trong cái cuộc mổ đó. Ça veut dire quoi, suspicion diagnostique très forte, ça veut dire quoi? Vậy thì những trường hợp nào là những trường hợp mà rất nghi ngờ là ung thư phổi? Ça veut dire que Le patient, il est négatif pour la tuberculose. Đó là những trường hợp mà bệnh nhân có tổn thương nhưng mà các cái xét nghiệm thì âm tính, chẩn đoán về lao thì âm tính. Donc, j'ai oublié de dire la première étape, on a une lésion dans le poumon. Cancer.
Je n'entends pas. Tín hiệu rồi. Tín hiệu kém rồi. Vâng, chúng tôi tín hiệu kém. Professor Madalina. Alo. Alo. D'accord. Oui, Madalina. Vous m'entendez? Oui. Est-ce que vous pouvez répéter un petit peu? Oui, parce que on a un petit peu problème de l'accès à Internet. Oui, 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 entendez là. Oui, est-ce que vous pouvez répéter un petit peu parce qu'on n'entend pas vous, qu'est-ce que vous dites? Oui. Vous m'écoutez ou pas? Activé. Là, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, c'est bon. Excusez-moi, il y a eu une interruption de communication. Donc, si on a une lésion dans le poumon pour laquelle on pense que c'est peut-être un cancer. Oui. Mais chúng ta có tổn thương ở phổi mà nghi ngờ là ung thư. Mais elle est périphérique, on va dire, on ne peut pas faire le diagnostic. On va dire qu'on ne peut pas. En général, beaucoup de lésions sont accessibles à une ponction sous scanner, mais on va dire qu'on ne peut pas. Et donc, on suspecte un cancer, mais on ne peut pas le biopsier. Mà trong cái trường mà cái khối u nhỏ ở ngoại vi mà chúng ta không thể tiếp cận để sinh thiết được. Alors, si on a fait le bilan de tuberculose et le patient n'a pas la tuberculose. Nếu chúng ta làm các xét nghiệm bilan về lao mà bệnh nhân cho kết quả âm tính. Si on a fait un traitement par antibiotique, l'augmentin, et la lésion, elle est toujours là. Và nếu chúng ta cho bệnh nhân điều trị kháng sinh, ví dụ như là dùng bằng augmentin chẳng hạn mà tổn thương cũng vẫn không cải thiện. Il faut savoir qu'il faut laisser un mois entre la fin du traitement antibiotique et le contrôle radiologique pour évaluer. Trong trường hợp đó thì chúng ta cần theo dõi sau khoảng một tháng và chụp lại các lớp phổi để đánh giá về tổn thương. Et si la tumeur, la lésion a évolué, c'est-à-dire on fait un scanner trois mois après, 3-4 mois après, et on voit que la tumeur a augmenté de taille. Và nếu trong quá trình theo dõi bằng CT mà chúng ta thấy kích thước của tổn thương tăng lên, ví dụ như là theo dõi CT sau 3 tháng, kích thước của tổn thương to lên. Et en plus de ça, la tumeur fixe beaucoup au TEP scanner. Và nếu mà làm PET CT, tổn thương lại có tăng chuyển hóa. La suspicion que ça soit un cancer est à ce moment-là très forte. Trong trường đó thì rất nghi ngờ đó là tổn thương ung thư. Donc, si on a une suspicion clinique très forte, on peut proposer un traitement chirurgical sans diagnostic. Và trong trường này thì nếu chúng ta rất nghi ngờ là ung thư phổi như vậy, chúng ta có thể đặt ra cái chỉ định phẫu thuật mà không cần phải có chẩn đoán xác định trước khi phẫu thuật. Surtout si on pense qu'on va pouvoir avoir le diagnostic pendant l'intervention chirurgicale. Đặc biệt là trong trường hợp nếu chúng ta có thể có được cái chẩn đoán ngay trong quá trình chúng ta phẫu thuật. Par ce qu'on appelle un examen histologique extemporané. Tức là đó là cái xét nghiệm giải phẫu bệnh cắt lành trong quá trình phẫu thuật sinh thiết tức thì mà chúng ta có thể chẩn đoán ngay trong quá trình cuộc mổ để phẫu thuật viên có thể dự kiến có thể thực hiện cái cuộc mổ có làm nạo vét hay các thứ vân vân hay không. Mais pour s'engager dans cette stratégie, il faut d'abord parler à l'anatomopathologiste de l'hôpital et voir si il a les moyens de faire un examen extemporané. Trong trường này thì trước khi phẫu thuật chúng ta cần phải trao đổi với lại các nhà giải phẫu bệnh ở trong bệnh viện là để xem là họ có thể thực hiện được cái kỹ thuật đó trong quá trình phẫu thuật hay không. Sinon, on peut effectivement faire un traitement chirurgical par ce qu'on appelle une résection atypique juste pour prendre le nodule. Nếu trong trường mà không thể làm được giải phẫu bệnh tức thì trong trường đó chúng ta có thể chỉ thực hiện cái phẫu thuật mà không điển hình, tức là chỉ loại bỏ cái khối u. On donne le nodule à l'anatomopathologiste pour qu'il l'examine. Chúng ta đưa cái bệnh phẩm đó cho giải phẫu bệnh để phân tích. Et si c'est un cancer, eh bien, il va falloir opérer à nouveau le patient pour lui enlever le lobe.
Và nếu trong trường giải phóng bệnh cái khối u đó là ác tính thì chúng ta cần phải phẫu thuật lại cho bệnh nhân để có thể cắt bỏ toàn bộ thùy phổi. Donc, il faut prévenir le patient que la première opération ne sert que à faire un diagnostic et qu'il va falloir faire une deuxième opération pour faire le vrai traitement. Và trong trường hợp đó chúng ta cần phải trao đổi kỹ với bệnh nhân rằng là cái cuộc phẫu thuật đầu tiên là để chẩn đoán và nếu là một cái ung thư thì sẽ phải trải qua một cái cuộc phẫu thuật thứ hai để có thể phẫu thuật cắt thùy phổi. À l'heure actuelle, même si la tumeur est petite, en dessous de 2 cm, mais même si elle fait 3, 5, 6, 7, 8 mm, le fait de faire une résection atypique n'est pas suffisant pour traiter le cancer. Và cần phải chú ý là với ung thư phổi ngay kể cả trường hợp khối u nhỏ ở ngoại vi kích thước chỉ có 5, 6 hoặc 7 mm thì cái việc phẫu thuật cắt phổi không điển hình không đủ cho ung thư phổi. Il faut faire au moins une segmentectomie avec un curage ganglionnaire. Bắt buộc cần phải phẫu thuật cắt phân ít nhất là cắt phân thùy phổi cùng với việc nạo vét hay trung thất. Voilà, j'espère avoir répondu à cette question. Oui, il a d'autres questions. Oui. Une patiente qui a des opacités à périphérique suspectées de maligne, mais on ne peut pas biopsie thoracique parce que il a des os qu'on ne peut pas faire de biopsie. Oui. Quand on fait la PET-CT, il a de SUV à 2,6. Oui. Il n'y a pas d'adénopathie. Oui. Est-ce qu'on peut faire la circuncision pour la pathologie, pour faire le diagnostic pathologie, ou on continue de surveiller après 1 mois? Non, 1 mois n'est pas suffisant. Il faut au moins 3 mois en général pour la surveillance parce qu'au bout d'un mois, on ne va pas voir la différence. Il faut laisser en général 3 mois pour être sûr de voir une différence entre l'une et l'autre. Oui, mais il a de hypermétabolie à 2,6. Est-ce qu'on 2,6. surveille? Oui, Oui, c'est pas 2,6. beaucoup. C'est pas beaucoup 2,6. C'est pas D'accord. beaucoup 2,6. Oui. Mais on peut, alors après, il faut, encore une fois, est-ce que la tumeur est solide? Est-ce qu'elle est verte dépolie? Est-ce qu'il y a des spéculations? Voilà, tout ça, c'est des questions. Est-ce qu'elle est dans le lobe supérieur? Donc ça, c'est des questions qui peuvent nous permettre de savoir si la suspicion est forte ou pas. Si elle est forte, on peut faire le traitement chirurgical ou seulement le wedge pour la résection atypique pour faire le diagnostic. Si elle n'est D'accord. pas forte, il vaut mieux surveiller et faire un scanner 3 mois après. D'accord. Câu hỏi của bạn Trần Quang Hưng là nếu bệnh nhân có một đám mờ ở ngoại vi của phổi tổn thương nghi ngờ ác tính nhưng không sinh thiết được do vướng vị trí xương bả vai, chụp PET-CT thì có SUV là 2,6 mà không có hạch trung thất thì có nên mổ để làm chẩn đoán hay theo dõi sau 1 tháng? Thì câu trả lời của bà ấy là cái SUV là 2,6 thì không phải là cao quá cao. Trong trường hợp đó cần phải xem tính chất của cái khối u đó, ví dụ như là có khối u có các cái tổn thương dạng gọi là tua gai xung quanh hay không, nó nằm ở thùy dưới hay thùy trên, rồi khối u đó là đặc hay là nó ở dạng là kính mờ. Đó là những cái dấu hiệu lâm sàng để chúng ta nghi ngờ xem là liệu bệnh nhân có phải là một cái u phổi hay không. Ví dụ như là nếu lại có bờ tua gai chẳng hạn thì chúng ta trong trường hợp đó chúng ta sẽ phẫu thuật để chẩn đoán, có thể phẫu thuật cắt không điển hình để làm chẩn đoán rồi thực hiện một cuộc mổ tiếp theo nếu là ung thư. Thế còn trong trường hợp mà không có các tính chất như là tua gai nghi ngờ là ung thư trên chẩn đoán hình ảnh thì chúng ta sẽ theo dõi bệnh nhân nhưng mà chụp CT sau 1 tháng thì là không đủ để có thể cái khối tổn thương nó có thể tiến triển mà ít nhất là chúng ta sẽ chụp lại các lớp sau 3 tháng. Alors, il faut Là sa... Đức. Oui. oui, il faut savoir aussi que justement, pour évaluer la suspicion de cancer, il y a des scores qui ont été faits par la British Thoracic Surgery et qui s'appellent le... Je vous montre l'écran de mon téléphone. Ça s'appelle le P nodule risk. Vous voyez l'écran de mon téléphone là? On le voit? Oui. Voilà. Et donc, c'est l'application qui est là, qui s'appelle le P nodule risk. Vous voyez, c'est la pulmonary nodule risk. Vous la voyez, mon écran? OK. Oui, Voilà. Voilà. Et donc, ici, on peut avoir des scores
qui vont évaluer la suspicion. Est-ce qu'elle est grande, 90%, ou est-ce qu'elle est petite, 10-15%, voyez? Et D'accord, oui. ça, il y a deux scores. Il y a le score de Brock et le score de Herder. Et ça, c'est en fonction du est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas le TEP scanner. Et donc, on peut utiliser ces deux scores-là pour voir si la suspicion diagnostique, elle est forte quand on a un doute. D'accord. Bà có giới thiệu một cái phần mềm của cái khuyến cáo về tiếp cận các cái tổn thương nốt mờ ở phổi của Hiệp hội Lồng ngực Anh. Nó có một cái app mà các bạn có thể tải trên điện thoại ấy. Nó có cái thang điểm để đánh giá một cái nốt mờ như vậy thì có nghi ngờ hay không, và tiếp theo là có chỉ định PET CT cho cái đấy hay không. Thì đấy chúng ta sẽ tải app và chúng ta sẽ xem sau đó, để cho đỡ mất thời gian thì chúng ta còn thêm một bài nữa nhé. Voyez, ça se présente comme ça. Et donc, en D'accord. fonction des caractéristiques du patient, on va pouvoir calculer une probabilité. D'accord. Và trong cái bảng điểm đó thì chúng ta sẽ có các cái điền các cái thông tin của bệnh nhân ở trên đó, và nó sẽ tính ra điểm. Chúng ta Donc, có on va thể faire tham ensemble khảo. un patient, par exemple, un patient qui a 55 ans, qui est fumeur, qui... Donc là, une autre question, c'est est-ce qu'il a eu d'autres cancers ou pas? Donc on va dire il n'a jamais eu d'autres cancers, c'est maintenant la première fois. Quelle est la taille du nodule? C'est entre 1 et 30 mm. Donc on va dire 11 mm, d'accord? On va dire 11 mm. Est-ce que le nodule est situé dans un lobe supérieur ou pas? On va dire oui, c'est dans un lobe supérieur. Est-ce qu'il est spiculé? Donc, c'est-à-dire, il a des petites irradiations comme ça, on va dire oui, il est spiculé. Comment ça fixe au TEP scanner? Je ne vous ai pas laissé traduire, excusez-moi. Donc, d'abord, on met l'âge. Vous avez besoin, Bài parce que je n'ai đang pas cùng traduit, oui hein, je ne sais oui pas si tout le monde oui a compris. d'accord. Bài đang cùng là với chúng ta làm thử. Đây là một trường điền trường hợp một bệnh nhân 55 tuổi này, bệnh nhân có chưa từng phát hiện ung thư trước đây này, bệnh nhân có cái nốt mờ ở phổi và nó hỏi vị trí xem là tổn thương ở thùy trên hay thùy dưới, thì đã tích là thùy trên này. Kích thước của khối u là cái nốt đó khoảng bao nhiêu, thì tích ở đây là 10 mm này. Và câu hỏi tiếp theo của nó là cái tổn thương này, cái chuyển hóa của nó trên PET như thế nào. Ok. Vous avez tout traduit ou on fait encore une Oui, fois? oui, oui, Tout oui, oui. traduit. Génial. Bon, après, donc, une fois qu'on a mis les millimètres, les caractères, est-ce que c'est spiculé ou pas? Il nous demande comment ça fixe au TEP scanner. Alors, 2,6. D'ailleurs, on va faire la patiente après. 2,6, donc, on a la possibilité, ça ne fixe pas au TEP scanner. Oui. Ça fixe faiblement, ça fixe Oui. modérément et ça fixe intense. Donc ça, c'est les options. D'accord. Và có một cái nữa là hỏi là tổn thương đó có tua gai hay không. Bà ấy đã trả lời là có, và cái bắt ở trên PET như thế nào thì của mình là 2.6, và trên cái đó thì nó có cái lựa chọn là không, trên PET thì không có tăng chuyển hóa chỉ tăng chuyển hóa nhẹ thôi, hoặc là tăng chuyển hóa mức độ trung bình hoặc là nhiều, để chúng ta có Donc, thể lựa chọn. 2,6, c'est faint, c'est faiblement. Donc, faiblement, j'ai mis faiblement. Et après, on fait calculer. Paf, calculer. Et donc, voilà, pour ce patient-là fictif, le risque de cancer, c'est de 23,9%, donc 24%, donc faible. Và ở đây thì là 2.6, tức là ở mức độ là bắt ở mức độ gọi là ít thôi, thì là tính ra là nguy cơ ung thư phổi của cái nốt tổn thương ở trên bệnh nhân này là 23,9%, tức là khoảng 24%, tức là nguy cơ thấp, nguy cơ ít. Donc, je vous propose de calculer le risque de la patiente dont parlait la collègue. Vì vậy mà bà ấy khuyến cáo chúng ta là nên đánh giá có thể dựa trên cái thang điểm này để đánh giá cái nguy cơ của bệnh nhân, từ đó chúng ta có thể đưa ra cái hướng tiếp cận cho bệnh nhân. Quel est l'âge du patient? Quoi? L'âge du patient. Tuổi tuổi của bệnh nhân. À, là Tuổi bệnh nhân tuổi bao nhiêu thì tuổi bạn ơi? Bạn Trần Quang Hưng. Bệnh nhân mà có cái chấm nốt mờ phổi kích thước có bắt trên PET là 2.6 ấy ạ, thì bệnh nhân có kích thước tổn thương là bao nhiêu ạ? Tổn thương dạng tua gai. Không ơi, sao chị không nhìn thấy cái câu hỏi phía dưới nhỉ? không À, không còn không còn nữa le patient il a 75 ans. 75 ans. Est-ce qu'il est Ouais. fumeur ou pas? Bệnh nhân có hút thuốc không anh?
Bạn Hương có thể bật mic lên để bạn nói xong thì mọi người dịch Hương nói luôn đi Hương ơi. Có hút thuốc chưa? La có fumeur. La fumeur. D'accord. Oui. Est-ce qu'il y a eu d'autres cancers, ce monsieur? Bệnh nhân có ung thư gì trước đây không? Bệnh ung thư gì trước đây không? Il a eu? Bệnh nhân có tiền sử ung thư gì trước đây không bạn ơi? Bác sĩ Trần Quang Hưng. Tiền sử cô ạ. Có tiền sử ung thư trước đây không? Dạ không có cô ạ. Non, il n'a pas de cancer avant. D'accord. Quelle est la taille du nodule? Combien de millimètres? Environ 7 cm. Donc 17 millimètres. 17 millimètres. Il est situé dans quel lobe? Ở thùy nào em ơi, tổn thương thùy nào, thùy trên, thùy dưới, thùy giữa. Bác sĩ Hưng ơi. Dạ cô ơi, nằm ở thùy trên cô. Du lobe supérieur. Lobe supérieur, d'accord. Est-ce qu'il est spiculé ou pas au TEP scanner? Trên phim chụp cắt lớp thì là nó có tua gai hay không? Có tổn thương dạng tua trên gai phim, không? Trên phim chụp chụp nó có tua gai cô ạ. Oui, il est spiculé. Il est spiculé et il fixe, on a dit, à 2,6, c'est ça? Oui, c'est ça. D'accord. Eh bien, on va calculer le score. Hop. Calculer. Eh bien, le risque, c'est de 54,9%, donc 55%. Donc, okay. Le risque, il est quand même assez important. 25%, nguy cơ ung thư là 25%. Tức là cũng... là donc, le risque, quand c'est à 56%, 55%, il faut faire une biopsie par tous les moyens possibles. Donc, on peut proposer une résection atypique pour faire un diagnostic. D'accord. Si ce n'est pas possible de faire une ponction sous scanner, évidemment. D'accord. Trong trường hợp này thì chúng ta cần phải tìm cách sinh thiết cho bệnh nhân bằng mọi phương tiện. Nếu không thể thì chúng ta có thể là sinh thiết bằng phổi, sinh thiết phổi mở, tức là thực hiện phẫu thuật. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Còn câu hỏi gì nữa không Hồng nhỉ? Chị không nhìn thấy. Bạn ấy chỉ hỏi lại cái tên app thôi ạ. Tên app thôi. Quel est le nom de app de BTS? Le nom de l'application? Alors, oui. Le nom de l'application, encore une fois, hop, attendez, il faut que je la ferme pour... Ça s'appelle Pulmonary Nodule Risk, c'est en anglais. Hein? Ah, oui, Pulmonary Nodule Risk. Et donc, l'application, elle s'appelle P, petit trait, Nodule Risk. Je la mets juste devant l'écran. C'est celui qui est avec le poumon bleu, là, ici, celui-là, là, ici. Oui, oui, oui. Ah, pardon. Oui, oui. Et ça s'appelle P-nodule risque. Ok, d'accord. D'accord? D'accord. Et est-ce que sinon, vous avez d'autres applications avec le cancer pulmonaire. Il y a celui qui s'appelle Lung Cancer, ici, et qui vous permet de faire la stadialisation en fonction du T, du N et du M. Vous voyez? Ça, c'est une autre application qui est intéressante pour le cancer du poumon. Okay. Après, il y a aussi comment on fait le screening, c'est-à-dire quand on tombe par hasard sur un nodule pulmonaire, comment on va le surveiller, qu'est-ce qu'on va faire, quand est-ce qu'on va faire la ponction, etc. D'accord? Oui. Donc ça, c'est un autre... une autre application intéressante pour le cancer pulmonaire. Est-ce que j'en ai d'autres? Oui. Non. Thêm một số app nữa, ví dụ như là app TNM để chúng ta có thể đánh giá giai đoạn TNM, hoặc là có một cái app để chúng ta có thể đánh giá những cái nốt mờ mà tình cờ chúng ta phát hiện cho bệnh nhân để đánh giá về nguy cơ và việc theo dõi như thế nào. Chúng ta có thể tham khảo. D'accord. Đông cờ. Còn câu hỏi gì nữa không nhỉ? Có lẽ là chúng ta chuyển sang bài ung thư thất nhé, tại vì là cũng hết thời gian rồi. Donc, il n'y a pas de questions. On peut que. On peut passer au cours suivant. Commencer. Oui, d'accord. D'accord. Alors, finalement, je pense que le cours, là, il nous a pris beaucoup de place et je vous remercie pour vos questions parce que c'est ça qui est intéressant. Merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Pour le.
Mediastinal tumor, c'est le docteur Hong qui va traduire votre présentation. D'accord, merci pour votre participation à vous, merci beaucoup. Et, et c'est avec plaisir qu'on va continuer. Je vais juste allumer donc mes présentations en vietnamien et en français. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps pour le cancer pulmonaire et soit on va aller un tout petit peu plus vite pour le médiastin, soit on va, je vais probablement passer directement aux tumeurs du médiastin là, parce qu'il y avait une petite partie d'anatomie, mais ça on va l'enlever parce que l'anatomie vous la connaissez, et on va passer aux tumeurs proprement dites, parce que je pense qu'on a pris un peu de temps avec le cancer, d'accord? D'accord, oui. Thế thì nhờ bác sĩ Quyên làm host nhé. Chị Quyên làm host nhé để em dịch. Ok Hồng. Ok. Oui, Madalina, on va commencer. Ouais. Oui, on va commencer. Vous voyez mon écran? Non, pas encore. Est-ce que vous pouvez Je vais repartager à ce moment-là. Attendez. Oui. Repartager. Où est-ce qu'il est? Je le cherche, je ne sais jamais où c'est. Ah voilà, ça y est. Hop. Partager l'écran. Voilà, partager l'écran. Vous voyez mon écran maintenant? Oui. Bon, oui. Nickel. Très bien. Très bien. Donc, on va parler des tumeurs du médiastin. Juste deux mots. Le médiastin, c'est quoi? C'est tout ce qu'il y a dans la cage thoracique entre les deux poumons. D'accord. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với nội dung thứ hai của buổi hôm nay, đấy là các khối u trung thất. Thì u trung thất là những cái khối u mà nó phát triển ở cái khu vực nằm giữa hai phổi. Donc il y a après on le partage en plusieurs étages ce médiastin justement en fonction de la localisation topographique. Alors ce que je vais vous montrer c'est plutôt là. Voyez ici sur cette image là. C'est des images de profil. On a enlevé un poumon. Có rất là nhiều cái cách phân chia và phân chia thành nhiều ngăn của cái trung thất này thì tôi sẽ chỉ cho các bạn ở đây. Thì ví dụ như ở đây là hình ảnh chụp phim phổi nghiêng phía trước. Et on fait le rapport est par rapport au il pulmonaire. Donc si on fait une ligne devant le il pulmonaire. Đó, thì ở đây là cái khu vực rốn phổi. Đó. On va avoir le médiastin antérieur. Thì chúng ta nhìn như thế này, thì phần phía trước của rốn phổi ở đây thì đây là chúng ta đang có trung thất trước. On va faire une deuxième ligne derrière le il pulmonaire. Và chúng ta kẻ một cái đường thứ hai, tức là ở phía sau. Et on va avoir entre les deux lignes le médiastin moyen. Và ở giữa hai cái đường này, tức là cái đường trung thất phía trước và đường trung thất phía sau này, thì chúng ta sẽ có trung thất giữa. Et tout ce qui est derrière cette ligne, c'est le médiastin postérieur. Và phía sau cái đường chia trung thất sau này, thì chúng ta sẽ có, đấy là trung thất sau. Voilà, ça c'est la seule chose qui est un petit peu plus importante, parce que la localisation des tumeurs après, ça va être dans le médiastin antérieur, moyen ou postérieur. Thì cái vị trí này nó cũng khá là quan trọng bởi vì nó giúp chúng ta xác định vị trí của khối u nó nằm ở đâu, là trung thất trước, trung thất giữa hay trung thất sau. Voilà. Et donc c'est là qu'on va commencer à parler des tumeurs du médiastin et de leur classification en fonction de la situation anatomique au niveau du médiastin. Đã, và bây giờ thì chúng ta sẽ học về những cái phần u trung thất tùy theo cái vị trí của khối u. Dans le médiastin antérieur, qu'est-ce qu'on a normalement? On a le thymus, l'aorte ascendante, les veines caves et le tissu lymphatique. Thế thì đối với trung thất trước ở cái niveau bình thường, tức mức độ bình thường thì chúng ta có những cái thành phần nào? Chúng ta có tuyến ức, động mạch chủ lên, tĩnh mạch và các hạch lympho. Donc les tumeurs malignes qui se développent dans cet compartiment sont les thymomes, les séminomes et les dysembryomes malins. Thế thì ở cái hình thái bệnh lý ác tính thì sẽ có những khối u nào? Thì chúng ta sẽ có khối u tuyến ức, seminom tức là u tế bào mầm tinh hoàn đó,
và dysembryon malignant, tức là một cái dạng tế bào ác tính mà khó mà phân loại. Mais on peut aussi avoir des masses bénignes dans le médiastin antérieur. À, chúng ta cũng có những khối u lành tính. Ça peut être un goitre. Goitre, c'est la thyroïde qui descend dans, la, dans, la, dans le thorax. Ça peut être un anévrisme de l'aorte. À, chúng ta có thể có bướu giáp. Bướu giáp có nghĩa là cái tuyến giáp là to, nó đi xuống lồng ngực. Thứ hai là những cái phình của động mạch chủ lên. Ça peut être un lipome ou une graisse. Có thể là khối u mỡ hoặc là tức là cái khối khối u mỡ hoặc là những cái viền mỡ. Un kyste pleuropéricardique. Hoặc là kén phổi màng ngoài tim. Ou une hernie de la fente de l'arrêt. Hoặc là những cái thoát vị Lachey. Dans le médiastin moyen, on a les gros vaisseaux dans le péricarde et le cœur, évidemment, la trachée, les îles pulmonaires, l'œsophage et le nerf vague. Ở niveau, ở vị trí trung thất giữa thì chúng ta sẽ có những tổ chức bình thường như các mạch máu lớn này, màng ngoài tim, khí quản, rốn phổi, thực quản rồi thần kinh hoành. Dans, donc les tumeurs malignes qui peuvent se développer là, c'est des lymphomes puisqu'on a des ganglions ici dans ce compartiment et les cancers. Ở vị trí ở cái bệnh lý ác tính ở đây thì chúng ta sẽ có đấy là những cái khối u lanh phô, tức là những cái tổ chức hạch ác tính. Thứ hai là ung thư. C'est-à-dire les cancers dans les adénopathies médiastinales. Tức là những cái ung thư phát triển trong trung thất. Mais on peut aussi avoir beaucoup de maladies bénignes, notamment la sarcoïdose, la tuberculose, les kystes bronchogéniques, les pneumoconioses. Ça, c'est des lésions bénignes. Đó. Và chúng ta cũng có những cái khối lành tính, thì có rất nhiều khối lành tính ở đây, có thể như trong bệnh sarcoido, lao, những cái kén phế quản bẩm sinh hoặc là bệnh bụi phổi, thì bệnh phổi này là một bệnh lành tính. Des hernies hiatales ou du méga esophage. Đó, và những cái thoát vị hoành có thể là thoát vị hoành, cái này nó có thể là liên quan tới những cái thoát vị cái lỗ thực quản. Dans le médiastin postérieur, on a le canal thoracique, les chaînes des nerfs sympathiques, les chaînes paravertébrales et le système azygos. Và ở vị trí của trung thất sau thì chúng ta có các thành phần lành tính, đấy là ống ngực, chuỗi hạch giao cảm cũng như là hệ tĩnh mạch azygos. Donc c'est plutôt les neuroblastomes, les sarcomes, neurosarcomes qui peuvent se développer comme tumeur maligne à cet endroit. Và ở vị trí ở phần thành phần những cái khối u ác tính, chúng ta sẽ có các cái neuroblastome, tức là những cái u nguyên bào thần kinh ấy, tức là bản thân là những cái khối u ác tính nó phát triển từ các cái tế bào thần kinh. Mais il y a aussi des masses bénignes qui peuvent exister, notamment les schwannomes, les neurofibromes et les anévrismes de l'aorte descendante. Và ở vị trí những cái khối lành tính thì chúng ta có đấy là những cái schwannome hoặc là những cái u sơ thần kinh hoặc là những cái phình của động mạch chủ xuống. Alors, dans la présentation clinique des tumeurs médiastinales, 50% sont asymptomatiques et parmi les asymptomatiques, la majorité sont bénignes. Về phần triệu chứng lâm sàng thì khoảng 50% các trường hợp không có triệu chứng và nó chiếm hơn 80% những khối lành tính. Et la moitié ne sont symptômes, la moitié sont symptomatiques, mais elles sont pas toutes malignes. C'est à peu près 50-50 malignes, malins ou bénins. Đó. Và phần còn lại, tức là 50% nhóm có triệu chứng thì nó chia làm đôi, tức là 50% có thể là ác tính, 50% có thể lành tính. Comment on découvre le plus souvent quand elles sont symptomatiques ou pas? Comment on les découvre, ces lésions? Eh bien, comme vous avez vu qu'il y a beaucoup qui sont asymptomatiques, eh bien, souvent, c'est une découverte fortuite. Thế thì, như thế nào, làm thế nào để chúng ta phát hiện hoặc là chúng ta chẩn đoán hoặc là định hướng những trường hợp các cái khối trung thất này, vì có những khối nó có triệu chứng hoặc không có triệu chứng. Thế thì đa số những trường hợp mà phát hiện khối này, đấy là những trường hợp mà không có triệu chứng, đấy là phát hiện một cách tình cờ. Donc,
Sinon, il peut y avoir un signe, donc des symptômes qui sont très souvent des syndromes médiastinaux de compression. Một số trường hợp mà phát hiện được khi hoặc có những cái dấu hiệu gợi ý thì rất là hay gặp đấy là những cái triệu chứng của hội chứng trung thất mà bị chèn ép. Il peut y avoir aussi une altération de l'état général. Là cũng có thể là biến đổi toàn trạng. Ou sinon un syndrome ou une maladie, un syndrome paranéoplasique ou sinon une maladie souvent associée au thymome qui s'appelle la myasthénie. Hoặc là chúng ta sẽ có những cái hội chứng cận u hoặc là những cái triệu chứng của nhược cơ. Alors, quels sont les syndromes médiastinaux qu'on peut retrouver? Thế thì đâu là những cái hội chứng trung thất mà chúng ta có thể phát hiện? C'est des syndromes qui sont liés à une compression des structures médiastinales. Thì những cái hội chứng này nó xuất hiện liên quan tới cái sự chèn ép các cấu trúc trong trung thất. Soit une douleur thoracique, hoặc là đau ngực, une toux, une hémoptysie, une dyspnée, hoặc là ho máu, hoặc khó thở, quand ça comprime ou ça envahit les voies aériennes, do cái sự chèn ép hoặc là xâm lấn đường thở. Il peut avoir un épanchement pleural, hoặc là chúng ta có thể thấy có tràn dịch màng phổi. Ou une dysphagie quand ça comprime l'œsophage ou quand ça envahit l'œsophage. Hoặc là những cái trường hợp nuốt khó do là cái khối u nó chèn ép thực quản hoặc là nó xâm lấn thực quản. Il peut y avoir un épanchement péricardique, donc une péricardite avec une tamponade. Hoặc chúng ta sẽ thấy tràn dịch màng ngoài tim và tràn dịch ngoài tim nhiều thì có thể có ép tim. Il peut y avoir une hypertension pulmonaire lorsqu'il y a une obstruction. Et que ça a fait installer un cœur pulmonaire. Chúng ta sẽ thấy có thể có tăng áp phổi liên quan tới tăng nghẽn. Il peut y avoir un chylothorax lorsque ça comprime le canal thoracique. Hoặc là tràn dịch màng phổi dưỡng chấp do là chèn ép vào ống ngực. Ou sinon des compressions médulaires ou une tachycardie quand ça envahit par exemple le nerf vague. Hoặc là những cái dấu hiệu của chèn ép tủy sống hoặc là rối loạn nhịp do là chèn ép thần kinh phế vị. Donc vous voyez que les symptômes sont très variés et ils dépendent de l'organe qui est touché. Đó là các bạn thấy là các triệu chứng thì nó rất là thay đổi, nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái vị trí cái khối u nó chèn ép. Un des syndromes médiastinales connus et et fréquent finalement, c'est le syndrome cave supérieure. Thì một trong những hội chứng trung thất được biết đến và rất là thường gặp đấy là hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên. Qui est dû à une obstruction de la cave supérieure, soit par une compression externe, soit par un envahissement direct de la tumeur, soit par un thrombus à cause de la présence irritative de la tumeur dans le voisinage ou dans la paroi de la veine. Cái này thì nó liên quan tới một cái tắc nghẽn cái hệ thống tĩnh mạch chủ trên có thể do là một cái chèn ép từ ngoài vào hoặc là một cái sự xâm lấn hoặc là bản thân cái huyết khối nó phát triển trong chính cái tĩnh mạch chủ trên này do là có sự có mặt của khối u. En général, l'installation du syndrome cave supérieure elle est lente. Các cái dấu hiệu mà cái thời gian mà phát triển cái khối này nó có thể là cấp tính hoặc là từ từ. Et ça permet de développer une circulation collatérale. Và vì thế nên là nó gây ra các cái triệu chứng phát triển, tức là nó gây ra cái triệu chứng chèn ép xung quanh. Mais il peut y avoir des syndromes cave supérieurs aigus. Và chúng ta đôi khi có thể thấy những cái hội chứng chèn ép tĩnh mạch chủ trên cấp tính. Qui sont souvent secondaires à une thrombose qui se rajoute sur la compression ou sur l'envahissement. Đấy là hậu quả của cái việc là xuất hiện cái huyết khối hoặc là sự chèn ép hoặc là xâm lấn cấp. Au niveau de la cave supérieure. Ở cái vị trí của cái ven ở vị trí của tĩnh mạch chủ trên này. Et donc à ce moment-là, le syndrome cave supérieure peut avoir une manifestation aiguë. Và vì thế nên nó gây ra cái triệu chứng cấp tính. Et donc une apparition qui peut paraître brutale. Và vì thế nên đôi khi bệnh nhân có thể khởi phát các cái triệu chứng một cách đột ngột.
Voilà comment se présente cliniquement un patient qui a un syndrome de cave supérieure. Donc, je vous ai dit qu'il y a, surtout quand le plus souvent, il s'installe lentement. Donc, il y a le temps de faire une circulation collatérale que vous voyez ici et ici. Ở đây tôi giới thiệu với các bạn một cái trường hợp bệnh nhân có hội chứng chèn ép tĩnh mạch phía trên. Thì hình ảnh phía dưới mà bác sĩ Madalina có chỉ đó, thì là cái hình ảnh mà chèn ép tĩnh mạch phía trên nó xuất hiện một cách từ từ và vì thế nó gây ra những cái vòng nối tĩnh mạch xung quanh. Voilà, il y a une dilatation des veines jugulaires puisqu'il y a une stase dans le système cave supérieur. Đó, và nó gây giãn cái tĩnh mạch, giãn là nổi cái tĩnh mạch cảnh lên bởi vì là nó chèn ép ở vị trí tĩnh mạch chủ trên. Voilà, il y a aussi un œdème de la partie supérieure du corps, ça s'appelle un œdème en pèlerine. Đó, và vì thế nên nó gây gây một cái tình trạng phù ở cái phần nửa trên của cơ thể và người ta dùng là cái từ là phù áo khoác. Avec un œdème de la face et de la des paupières, donc un aspect bouffi. Và nó gây phù nề cái vùng mặt cũng như là vùng mí mắt và biểu hiện là khuôn mặt gần như là sưng húp lên. Il peut y avoir aussi une cyanose du visage. Hein. Và khuôn mặt thì tím. Et cette symptomatologie, elle est plus importante au réveil. Và các cái triệu chứng này thì thường là nặng lên khi ngủ dậy. Parce qu'avec la position allongée, la stase au niveau du système cave supérieur est favorisée. Bởi vì do cái tư thế là chúng ta ngủ, chúng ta nằm xuống, thì cái việc tắc nghẽn của cái tĩnh mạch phía trên này nó tăng lên. Donc ça peut aller jusqu'à des symptômes de d'hypertension intracrânienne avec des céphalées, de la somnolence, et ça peut aller jusqu'au coma. Và có thể kèm theo không kèm theo triệu chứng của hội chứng tăng áp lực nội sọ ví dụ như là đau đầu này buồn ngủ thậm chí là hôn mê. Voyez ici une angiographie d'un syndrome cave donc une vénographie en fait d'un syndrome cave supérieur. Voyez ici toutes les veines les collatéralités dans le syndrome cave supérieur. Ici c'est la tumeur qui comprime complètement la veine cave dans la tumeur et donc voyez la circulation collatérale qui s'est développée. Và đây là một cái hình ảnh chụp mạch tĩnh mạch chủ trên thì các bạn có thể thấy là toàn bộ cái tĩnh mạch chủ trên nó bị cái khối u nó chèn ép và vì thế nên là tất cả các hệ tĩnh mạch hai bên này nó giãn hết ra. Un autre syndrome médiastinal, c'est quand il y a les atteintes nerveuses. Le plus connu, c'est le syndrome de pancoast-tobias, c'est-à-dire des tumeurs qui se développent à l'apex du poumon ou de la aperture thoracique supérieure. Đó thì đây hội chứng trung thất thứ hai mà chúng ta có thể gặp đấy là những cái tổn thương thần kinh và cái hội chứng tổn thương thần kinh mà hay gặp đấy là hội chứng pancoast-tobias thường là do cái khối u nó phát triển ở phần nửa trên trục nửa trên của cơ thể và thường là phần đỉnh phổi. Donc il va y avoir une atteinte du plexus brachial qui est ici dans le cou et aussi une atteinte du premier ganglion sympathique, le ganglion stellaire. Thế thì cái tổn thương nó xảy ra ở vùng đàm dối cánh tay hoặc là ở những cái hạch giao cảm đầu tiên. Alors, quand le ganglion sympathique est atteint, on a ce qui s'appelle le syndrome de Claude Bernard Horner. Mà nếu cái tổn thương nó ở những cái hạch giao cảm đầu tiên trong chuỗi hạch giao cảm cổ thì nó gây ra cái hội chứng mà Claude Bernard Horner. Et ça fait un myosis avec une ptose palpébrale, donc la paupière tombe, et il y a une énophthalmie, l'impression que l'œil est plus petit. Vous voyez ici, là, on voit bien ce syndrome Claude Bernard Horner, ici aussi. Et ở đây, các bạn có thể thấy là cái triệu chứng là cái đồng tử nó co lại. Thứ hai đó là cái mi mắt nó bị sụp, tức là cái mi mắt của bệnh nhân nó rơi xuống, nó không nâng lên được. Alors, quand il y a d'autres atteintes nerveuses, il peut y avoir une paralysie du nerf phrénique avec une surélévation de la coupole diaphragmatique, comme vous voyez ici. Thứ hai nữa là nó gây liệt thần kinh hoành. Và vì thế nên nó gây cái chuyển động bình thường của cơ hoành. Thì các bạn sẽ thấy cái vòng hoành nó bị kéo lên. Bị kéo lên và nó không di chuyển. Ou sinon, l'atteinte du nerf récurrent avec une paralysie d'une corde vocale et une voix bitonale associée à deux
fausse route. Và thứ hai nữa là cái triệu chứng của liệt thần kinh quạt ngược thì chúng ta sẽ thấy cái triệu chứng do liệt thần kinh quạt ngược nó gây ra liệt cái dây thanh và bệnh nhân sẽ nói giọng giọng đôi đôi khi có thể kèm theo là sặc. Une autre possibilité c'est la dyspnée haute trachéale quand il y a une compression ou un envahissement de la trachée. Thứ tiếp theo nữa đấy là chúng ta có thể quan sát cái triệu chứng, chúng ta có thể thấy cái triệu chứng khó thở nhưng mà ở cái nivô cao hơn do là nó gây ra cái tổn thương trong thực quản, à trong khí quản. Ça provoque une toux sèche, ça peut aller jusqu'à l'hémoptysie. Bệnh nhân có thể ho khan hoặc là ho có máu. Et en tout cas, c'est une dyspnée de type inspiratoire, une dyspnée haute qui va provoquer un bruit qui s'appelle le stridor. Và thường là bệnh nhân sẽ khó thở thì hít vào và ở cái vị trí kia cao và chúng ta sẽ nghe thấy cái tiếng stridor. S'il y a une compression œsophagienne, donc une tumeur postérieure, eh bien on va avoir une dysphagie. Và triệu chứng khi mà cái khối u nó chèn ép vào thực quản, thường là những cái khối u ở phía sau thì chúng ta sẽ thấy triệu chứng nuốt khó. Une dysphagie qui va être progressive et en aggravation. C'est-à-dire, au départ, on va avoir du mal à avaler des solides, des aliments solides, mais petit à petit, ça va devenir difficile aussi pour les liquides. Thường thì cái triệu chứng này nó từng lúc hoặc là liên tục và thường thì là nó tăng dần lên, nó tăng dần lên. Tức là lúc đầu thì bệnh nhân có thể dùng các cái chất lỏng với số lượng từng chút, từng chút, từng chút, nhưng về sau thì các cái triệu chứng này nó nặng lên. Alors, il y a aussi des manifestations générales. C'est-à-dire des symptômes, syndromes et symptômes systémiques. Tiếp theo nữa là các cái triệu chứng chung, tức là những cái triệu chứng mang tính chất toàn thân. Et des symptômes généraux non spécifiques comme la fièvre, l'anorexie, perte de poids sur nocturne et autres symptômes non spécifiques. Tout ça, c'est possible. Thường thì các triệu chứng chung này, nó triệu chứng toàn thân này nó không có đặc hiệu. Ví dụ như là bệnh nhân có thể sốt này, rồi chán ăn, sụt cân, rồi vã mồ hôi về đêm vân vân. Nhưng triệu chứng này nó không hề đặc hiệu. Quelle est la démarche diagnostique? Donc on va faire un petit peu comme pour le cancer pulmonaire. Il faut avoir une démarche diagnostique pour faire un diagnostic précis de la maladie elle-même et de son étendue. Thế thì các cái dấu hiệu lâm sàng thường là gì? Thường là chúng ta phải tìm những cách để xác định các cái tổn thương hoặc là gì, hoặc là xác định những cái định hướng, những cái khối bất thường. Alors donc d'abord il faut l'identifier sur une radiographie standard. Chúng ta phải xác định những cái tổn thương bất thường có thể là trên phim X-quang ngực. Après, on va faire un scanner thoracique pour la localiser précisément dans un des compartiments du médiastin. Và chúng ta phải thực hiện chụp các lớp vi tính ngực để định khu các cái bất thường ở trong cái khoang trung thất này. On va déterminer sa nature. Est-ce que les tissulaires, vasculaires, kystiques, graisseuses, calcifiées, etc. pour avoir une idée de ce que ça peut être. Và chúng ta phải xác định cái bản chất của cái tổn thương này là mạch máu này, hay là những cái tổ chức nang, hay là mỡ, hay là vôi hóa, hay là cái gì khác nữa. Et c'est avec tous ces éléments qu'on va proposer un programme diagnostique. Và với tất cả cái yếu tố, cái dữ liệu này thì chúng ta sẽ đề xuất một cái bilan để chẩn đoán. Voici ici des radiographies pulmonaires. Alors ça se présente comme ça, mais normalement quand on sur la présentation, ça se voit une par une. Donc ici, vous voyez cette ombre médiastinale ici qui montre qu'il y a une tumeur à cet endroit. Thì ví dụ như ở đây là X-quang ngực, chúng ta sẽ xem từng cái một. Thì ví dụ như hình ảnh X-quang này, các bạn sẽ nhìn thấy có một cái khối u ở phía trên của phổi bên trái. Ici, il y en a une autre plus petite, mais qui va faire un double contour. Tour au bouton aortique, donc ça fait, on voit qu'il y a quelque chose pas normal ici. Và đây ở hình ảnh này thì các bạn sẽ thấy nó là một cái tổn thương nhỏ ở vị trí sát với cái cung động mạch chủ, vì thế các bạn sẽ nhìn thấy có hai cái vòng cung động mạch chủ. Et ici on voit du côté droit, on voit ici cette opacité ronde. Si on fait de profil, on la voit encore mieux ici.
Et donc, on voit qu'il y a quelque chose dans le thorax. Và ở đây thì chúng ta sẽ thấy một cái đám mờ ở bên phổi bên phải và trên phim trục niêng thì ta quan sát rõ hơn. Chúng ta thấy là có một cái đám bất thường này. Donc ça, c'est pas suffisant. Il faut après faire un scanner thoracique. Và trong những cái trường hợp bất thường như thế thì phải chụp một cái phim cắt lớp vi tính. Qui est l'examen le meilleur pour pouvoir caractériser la lésion? Đây là một trong những cái thăm dò gần như tốt nhất để xác định những cái đặc tính của tổn thương. Et après, il a quand même quelques limites, ce scanner thoracique, c'est que pour les lésions médiastinales, c'est que parfois il a du mal à faire la différence entre les différentes structures. Pas toujours, hein, c'est un très bon examen, mais parfois il peut avoir des petites difficultés dans ce sens-là. Tất nhiên, nó cũng có một số những cái hạn chế. Ví dụ như cái hạn chế của phim cắt lớp vi tính ngực đấy là khi mà đánh giá các cái tổn thương trung thất. Tất nhiên là nó là một cái thăm dò tốt nhưng nó vẫn có những cái hạn chế khi đánh giá các tổn thương trong trung thất. Đó. Et parfois il a du mal à faire la différence entre un kyste et quelque chose de solide. Và nó cũng kém trong cái việc mà đánh giá những cái bản chất của tổn thương hay là dịch hay là một cái kén. Et alors, quand on a cette difficulté-là, on peut faire une IRM du médiastin. Và khi gặp những cái hạn chế này thì chúng ta sẽ xem xét cái việc chụp cộng hưởng từ trung thất. Ce qui va nous permettre d'avoir une meilleure définition de la structure de la lésion. Và đây là một cái thăm dò rất là tốt để phân định những cái cấu trúc trong trung thất. Et aussi des limites avec les autres organes médiastinaux. Và cũng như là đánh giá những cái đôi khi nó cũng có những cái hạn chế khi đánh giá những cái giới hạn giữa những cái cấu trúc trong trung thất. La limitation, les limites en fait de l'IRM sont représentées par le poumon et le hile pulmonaire parce que comme le poumon il a beaucoup d'air dedans, l'IRM n'est pas très bon sur les structures qui ont de l'air dedans. Cái giới hạn của cộng hưởng từ đấy là đánh giá cái khu vực rốn phổi và trung thất. Bởi vì sao? Vì cái phổi nó có chứa rất nhiều khí và khi mà chứa nhiều khí thế thì cộng hưởng từ không thể đánh giá tốt được. Voilà ici un examen qui nous permet de faire, voyez, ça c'est un scanner. Sur ce scanner-là, on a l'impression que c'est un kyste, mais il est quand même un peu dense, donc on ne sait pas exactement si c'est un kyste ou pas. Et donc, quand on fait une IRM, en T2, on voit que c'est un kyste. Donc là, on a pu faire la différence. Thế thì các bạn nhìn cái hình phía trên ấy, thì đấy là một cái hình ảnh chụp cắt lớp vi tính ngực. Thì ta thấy có một cái bất thường mà nghi ngờ là một cái kén. Tuy nhiên là chúng ta không có chắc chắn hoàn toàn là kén hay không. Thế nhưng cộng hưởng từ thì sẽ giúp cho ta khẳng định đây là cái kén. Aussi, quand les tumeurs sont au contact de la colonne vertébrale et donc quand elles envahissent les structures nerveuses, c'est mieux de faire une IRM. Và, hoặc là khi có những cái tổn thương mà chúng ta thấy ở đây, tổn thương nó tiếp xúc với các cái cột sống chẳng hạn, hoặc là những cái phần thần kinh cột sống, thì chụp cộng hưởng từ sẽ giúp chúng ta phân định. Voyez ici une tumeur qu'on appelle en sablier. Il y a une partie dans la plaie, dans la cavité pleurale, mais une autre partie qui rentre dans le canal médulaire. Ở đây thì chúng ta thấy là cái tổn thương ở phía sát cột sống này và nó có một cái phần tổn thương nó xâm lấn vào phía trong cái ống sống. Voilà. Alors, on avance. On peut aussi faire une tomographie par émission de positrons, donc une TEP scanner. Và bây giờ thì chúng ta sẽ nói về chụp PET scan. Đây là chụp PET CT đó. Voilà, qui va nous permettre de mesurer l'activité métabolique du tissu. Đây là một phương pháp để chúng ta đo lường cái hoạt động chuyển hóa của tổ chức của mô. Et donc de détecter les lésions néoplasiques malignes et les processus inflammatoires. Và giúp chúng ta tầm soát những cái tổn thương tăng sinh ác tính và những cái quá trình viêm. La limitation, c'est que quand même, les lésions doivent être plus grandes de 1 cm, supérieures à 1 cm. La giới hạn ở đây, đấy là nó, thường là nó phải có cái kích thước tổn thương ở trên 1 cm. Voilà, parce que sinon, le TEP scanner n'est pas très bon. Và những cái tổn thương nhỏ thì PET scan nó đánh giá không phải là quá tốt.
Après, les autres limitations du TEP scanner, ce n'est pas spécifique au médiastin, c'est comme pour l'examen par TEP en général, c'est-à-dire le patient diabétique, la graisse brune, etc. Donc ça, ce n'est pas spécifique au médiastin, c'est l'examen lui-même qui a ses spécificités. Là, những cái hạn chế khác nữa thì cái những cái hạn chế khác nữa này nó không phải đối với mỗi cái việc thăm dò trong trung thất mà nó đối với những cái thăm dò chung của chụp PET scan, ví dụ như là bệnh nhân đái tháo đường, bệnh nhân có rối loạn chuyển hóa lipid, bệnh nhân có béo vân vân. Voilà, quelques examens de TEP scanner. Vous voyez ici des ganglions médiastinaux qui fixent au TEP scanner. Donc c'est comme pour le poumon, hein, c'est pareil. Il n'y a rien de spécifique pour le médiastin. Thế thì ở đây chúng ta sẽ quan sát cái hình ảnh trên chụp PET scan, đấy là những cái hình ảnh tăng tín hiệu, tăng chuyển hóa. Thì ví dụ như là của phần hạch trung thất, thì cái này nó là cái nguyên tắc chung đối với tất cả các tổn thương trên PET scan, chứ không phải mỗi đối với tổn thương trung thất. Alors, pareil, comme pour le poumon, on peut aussi faire une échographie, donc un ébus, une échographie transtrachéale pour biopsier et évaluer les ganglions du médiastin. Và cũng tương tự như đánh giá các tổn thương của phổi, nhu mô phổi thì đối với trung thất chúng ta cũng có thể sử dụng EBUS, tức là nội soi phế quản siêu âm hoặc là để đánh giá những, tức là để thăm dò những cái hạch của trung thất qua thực quản, qua khí quản. On peut aussi faire des biopsies sous scanner à l'aiguille. Và dĩ nhiên là chúng ta có thể sinh thiết bằng xuyên thành ngực bằng chọc kim. Ou sinon, une médiastinoscopie comme pour les cancers pulmonaires, pareil, ça nous permet avec le médiastinoscope d'explorer les ganglions qui sont autour de la trachée. Và chúng ta dĩ nhiên cũng có thể sử dụng nội soi trung thất để thăm dò đánh giá những cái hạch mà ở xung quanh của khí quản giống như lúc nãy chúng ta học bài ung thư phổi. Et voilà, on a fait l'exploration du médiastin, mais maintenant, on va voir quelles sont les principales tumeurs qu'on trouve dans le médiastin et comment quelles sont leurs caractéristiques. Thế thì chúng ta đã biết qua về những cái phần u trung thất, thì bây giờ chúng ta sẽ làm quen với cái việc những cái bản chất khối u ở trong trung thất như thế nào. Les tumeurs du compartiment antérieur. Những cái khối ở vùng trung thất trước. 60% ça représente 60% des tumeurs du médiastin. Donc 60% des tumeurs du médiastin sont situées dans le médiastin antérieur et 60% d'elles sont malignes. Thế thì khoảng 60% những cái khối tức là cái phần u trung thất trước này nó chiếm khoảng 60% những cái khối u của trung thất. Của những cái khối u trung thất và khoảng 60% trong số đó là ác tính. Dans le médiastin antérieur, ce qui domine le tableau, c'est le thymus. Thế thì trong khối u trung thất trước này thì có thứ nhất là u tuyến ức. Juste une seconde, je vous laisse 3 secondes là, juste une seconde, je coupe le micro. Oui. Nói với các bạn, các bạn chờ. Vâng vâng, các bạn chờ bác sĩ Madalina chút xíu ạ. Chị Quyên nghe được vừa không? Em có bị bé không? Tại vì cái mic của em để maximum rồi. Không, nghe rõ rồi. Nghe rõ rồi. Pardon, désolé, excusez-moi. Donc, oui, on reprend. Ce qui domine le tableau du médiastin antérieur, c'est le thymus et donc les tumeurs du thymus. Thì số 1 ở trong cái phần u trung thất trước này, đấy là u tuyến ức. Ce qu'elles ont de caractéristiques, les tumeurs de thymus, ça s'appelle des thymomes. Et les thymomes, ils ont de très caractéristiques d'avoir une maladie qui s'associe souvent, qui s'appelle la myasthénie. Thế thì đặc trưng đầu tiên của những cái khối u tuyến ức trong trung thất này thì đấy là u nguyên bào tuyến ức, và đặc trưng của nó ở đây cái triệu chứng lâm sàng có thể gặp đấy là nhược cơ. 40% des malades qui ont un thymome vont avoir une myasthénie.
Khoảng 40% những cái khối u tuyến ức này có biểu hiện là nhược cơ. Mais inversement, c'est aussi valable, c'est-à-dire la myasthénie peut être le symptôme inaugural, c'est-à-dire le patient fait une myasthénie et quand on cherche, on va trouver dans 20% des situations un timum. Tuy nhiên thì cái không phải tất cả những trường hợp mà nhược cơ đều là u tuyến ức, người ta tìm thấy là khoảng 20% những cái bệnh nhân mà có nhược cơ này thì có u tuyến ức. Alors, les timums s'associent aussi avec des syndromes paranéoplasiques très souvent qui sont très variés et qui peuvent avoir plusieurs types de manifestations. Vous avez une liste ici, on ne va pas la détailler. Thế thì cái khối u tuyến ức này nó biểu hiện bởi rất nhiều cái hội chứng cận u và nó rất là thay đổi. Thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây có rất nhiều tip mà tuy nhiên thì chúng ta không có đi vào chi tiết. Donc, concernant les timums, on a plusieurs stades. C'est un petit peu comme pour les cancers. C'est parce que le timum, c'est un cancer. C'est le cancer du thymus. Donc, il va avoir plusieurs stades d'évolution. Thế thì trong phần u tuyến ức này nó có rất nhiều cái phân, nó có cái phân loại gồm rất là nhiều tip, cũng giống như là ung thư phổi thôi, bởi vì dĩ nhiên là cái u tuyến ức này nó là một loại của ung thư tuyến ức. Et le stade de évolution, ça s'appelle la classification de Masaoka. Và phân loại này thì có tên là phân loại theo Masaoka. Mais il y a aussi une stadialisation TNM qui est un petit peu plus récente. Và dĩ nhiên là người ta cũng sử dụng theo cái phân độ TNM gần như vậy. Alors, pour la classification de Masaoka, on a 4 stades, comme pour tout cancer. Le stade encapsulé sans infiltration. Tương tự như phân độ ung thư thì chúng ta cũng có cái phân độ Masaoka này, người ta cũng chia thành 4 giai đoạn như này, tức là 1, 2, 3, 4. Thì số 1 tức là những cái xâm lấn dưới bao thôi, hoặc là vùng... Le stade 2, quand il y a une entrée. Pardon, Madalina, je suis un petit peu trompée. La giai đoạn 1, tức là những cái dưới bao thôi và nó không có thâm nhiễm. Le stade 2, quand il y a un envahissement de la capsule, c'est un stade 2A. Et quand il y a un envahissement de la graisse médiastinale, c'est un stade 2B. Và giai đoạn 2, tức là giai đoạn có xâm lấn cái lớp bao, thì đấy là giai đoạn 2A. Và nếu xâm lấn cái lớp mỡ trung thất thì là giai đoạn 2B. Quand ça passe un peu plus loin et qu'il y a l'infiltration des structures du voisinage du thymus, c'est un stade 3. Và khi mà nó có cái tổn thương xâm lấn xa hơn, ví dụ như là xâm lấn cái tổ chức lân cận, ví dụ như là mạch máu chẳng hạn, thì nó ở giai đoạn 3. Et enfin, le stade 4, c'est le stade métastatique. Quand il y a une dissémination pleural ou péricardique, c'est un 4A. Et quand il y a des métastases lymphatiques ou à distance, c'est un stade 4B. Và dĩ nhiên giai đoạn 4 là giai đoạn đã có di căn rồi, tức là tổn thương ung thư nó lan tỏa rồi. Thì ví dụ như là ung thư nó lan tỏa vào màng phổi chẳng hạn, thì đấy là giai đoạn 4A. Và ví dụ như là vào các cái mạch, vào các cái hạch, thì đấy là giai đoạn 4B. Pardon. Il y a, en gros... plusieurs types de timum en fonction de la présentation histologique. Và chúng ta cũng có rất nhiều cái phân độ của cái u tuyến ức này theo giải phẫu bệnh. On va pas rentrer dans ce détail, c'est juste pour savoir qu'il y a le timum A, le timum AB, et puis après il y a plusieurs types de timum B. On a B1, B2 et B3. Chúng ta sẽ không đi vào quá chi tiết cái này, nhưng mà chúng ta cũng biết là cái u tuyến ức này nó sẽ chia ra là type A này, type AB, type B1, B2, B3. Voilà, donc on a l'aspect histologique dans le B3 aussi. Et enfin, une dernière forme qui n'est pas un timum, c'est un carcinome et c'est le carcinome du thymus. Donc, c'est un type C, mais le type C, ce n'est plus un thymome, c'est un carcinome thymique. Và nó có một cái type cuối cùng, nghĩa là nó có một cái type khá là đặc biệt. Cái này nó không nằm chung trong cái nhóm thymome, mà nó nằm trong cái nhóm người ta gọi là thymic carcinome. Nó không nằm trong cái phân độ thymome kia. Et voilà, et je vous ai dit qu'il y a aussi la possibilité de les classifier avec cette histologie en même temps que le stade Masaoka.
Thế thì ở đây thì chúng ta sẽ tôi sẽ nói với các bạn về cái việc là tương ứng giữa cái giải phẫu bệnh và cái phân độ Masaoka. Ce qui va nous permettre de avoir la stratégie de traitement de ces cancers du thymus. Bởi vì nó liên quan đến khi chúng ta nói về cái chiến lược điều trị của cái u trung thận u tuyến ức này. Globalement, il faut savoir que si le thymus est localisé et qu'il est résécable chirurgicalement, le traitement qu'on va proposer, ça va être une résection de la masse thymique. Thế thì thường là những cái chúng ta sẽ phải biết rằng là những cái khối này nó bản chất của nó là gì và nó còn khả năng phẫu thuật hay không. Vì khi mà cái khối còn khả năng phẫu thuật thì người ta sẽ khuyến cáo việc phẫu thuật, ví dụ như là những cái khối u tuyến ức carcinome. Si là, sur la pièce opératoire, il y a un envahissement de la graisse médiastinale ou si la résection chirurgicale n'est pas complète, il faut associer une radiothérapie au traitement chirurgical. Tức là khi mà cái tổn thương nó chưa có xâm lấn vượt quá lớp mỡ của trung thất thì chúng ta còn khả năng phẫu thuật hoặc là nó ở những cái típ mà có thể chúng ta sẽ phải điều trị xạ trị phối hợp. Pour les autres situations, globalement, la chirurgie, elle ne sera pas faisable, mais il y a des situations particulières où on peut proposer, quand la maladie est bien contrôlée par la chimiothérapie et qu'elle est techniquement résécable, on peut le proposer. Những cái trường hợp còn lại thì phẫu thuật nó không có được đặt ra. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt thì chúng ta có thể cân nhắc xem xét việc phẫu thuật nếu mà bệnh nhân đáp ứng rất tốt với hóa trị. Alors, les thymus opérables, les thymomes opérables, eh bien, la résection, il faut qu'elle soit complétée en bloc. Thì những trường hợp mà khối u tuyến ức có thể phẫu thuật, thì phẫu thuật đặt ra ở đây là phẫu thuật cắt bỏ toàn bộ. Il faut aussi réséquer en bloc les structures du voisinante si elles sont envahies. Và chúng ta phải cắt bộ toàn bộ cái phần tổ chức mà có thể nhìn thấy được. Voilà, une autre lésion médiastinale antérieure, c'est le lymphome. Và phần thứ hai trong u trung thất trước này đấy là lymphome. Voyez, elle peut aussi se développer dans la loge thymique. Và thường thì đây là cái hình ảnh mà nó khá là đặc trưng của lymphome. Mais en général, c'est des grosses tumeurs comme ça et qui ont un aspect un petit peu nodulaire parce que finalement, c'est des tumeurs qui se développent sur les ganglions et donc elles vont avoir, en fait, ça va représenter un conglomérat de ganglions qui sont transformés en tumeurs. Thì ở đây là một cái hình ảnh các bạn nhìn thấy nó khá là đặc trưng của cái lymphome này và đôi khi nó có những cái nốt ở trong như này. Thì bởi vì sao? Bởi vì bản thân cái khối u này là nó phát triển lên, tức là một cái khối u nó phát triển lên từ tổ chức hạch. Đó, và vì thế nên nó vẫn còn giữ cái viền, tức là vẫn giữ cái hình thái viền giống như cái tổ chức hạch nó phát triển lên như vậy. Aucune indication chirurgicale pour la lymphome, c'est des lésions qu'il faut biopsier à l'aiguille comme ça, et une fois qu'on a fait le diagnostic, on fait le traitement par chimiothérapie et radiothérapie. Chúng ta không thảo luận về việc phẫu thuật cái u lymphome này ở đây. Đối với những trường hợp u lymphome thì chẩn đoán bằng sinh thiết xuyên thành ngực chọc kim như thế này và sau đó thì cái việc điều trị được đặt ra đấy là hóa trị. Les étiologies dans les étiologies des tumeurs du médiastin antérieur, il y a aussi les tumeurs germinales extragonadiques. Và những cái khối u khác ở trong trung thất ở đây thì có thể gặp đấy là những cái khối u tế bào mầm ngoại lai. Ça peut être un homme jeune, en général c'est un homme jeune et c'est des tumeurs qui sont très très symptomatiques. Thì thường là ở những nam giới trẻ tuổi, tức là nam giới trẻ tuổi thì rất là thường gặp và thường là có triệu chứng. Alors, les tumeurs germinales médiastinales représentent 15% des tumeurs médiastinales antérieures. Thì những cái phần mà u tế bào mầm ở trong trung thất này nó chiếm khoảng 15% các trường hợp mà u tế những cái trường hợp mà u trung thất trước. C'est des tumeurs des patients jeunes environ 30 ans, voyez, ça peut être des hommes et des femmes. Thường là những bệnh nhân trẻ trung bình quanh khoảng tầm 30 tuổi, có thể là nam hoặc nữ. Chez les femmes, c'est souvent des lésions bénignes, des tératomes, et chez les hommes, c'est souvent des lésions malignes.
đối với nữ thì thường là nếu mà là teratoma thường là lành tính, còn những cái thể mà ác tính thì thường gặp ở nam giới. L'intérêt de faire des marqueurs tumoraux est très grand dans ce type de tumeur puisque les bêta HCG et les alpha fetoprotéines sont très augmentées. Và vai trò của những cái dấu ấn ung thư ở đây là rất lớn, thường là chúng ta sẽ phải xét nghiệm beta HCG và alpha FP. Voilà. Les teratomes représentent 66% des lésions et elles sont asymptomatiques. Thì những cái teratomes nó chiếm khoảng 66% các tổn thương và thường là nó không có triệu chứng. Les séminomes sont souvent symptomatiques avec des symptômes locaux. Thường là séminome thì nó lại có triệu chứng nhưng thường là các triệu chứng tại chỗ. Et les tumeurs non séminomateuses sont aussi symptomatiques avec des symptômes locaux avec en plus de ça de la fièvre et souvent des épanchements pleuraux. Và những cái khối u mà không có phải là những cái u từ tế bào mầm tinh hoàn thì thường là nó có triệu chứng tại chỗ và hay gặp đấy là triệu chứng sốt cũng như là tràn dịch màng phổi. Alors, si on peut faire une classification de ces tumeurs germinales, médiastinales, on a donc le teratome, le séminome et les tumeurs non séminomateuses. Khi mà chúng ta phân biệt các cái loại u nguyên bào này thì chúng ta thấy ở đây có 3 loại là teratome, séminome và non séminomateur thì nó sẽ có phân loại theo 3 cái cột này. Les teratomes ne sont pas des lésions malignes et donc les marqueurs ils vont être négatifs, bêta-HCG et alpha-fétoprotéines. Thường teratome là tổn thương lành tính và vì thế các cái dấu ấn ung thư như bêta-HCG, alpha-FP nó âm tính. Et donc le traitement c'est la résection complète de ces lésions. Và điều trị ở đây đấy là phẫu thuật cắt bỏ hoàn toàn. Souvent, au scanner, on voit qu'elles ont un contenu graisseux ou sinon ils ont des cheveux dedans ou des dents, des calcifications. Thì trên hình ảnh chụp cắt lớp thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái khối này trong nó có thể là tổ chức mỡ này, rồi đôi khi là răng này hoặc là hình ảnh canxi hóa. Pour les tumeurs séminomateuses, en général, c'est des grosses tumeurs infiltrantes au niveau du médiastin. Les marqueurs peuvent être négatifs ou positifs et c'est des tumeurs qui sont complètement radiochimiosensitives, donc le traitement il est radiochimiothérapie. Đó, và đối với séminome thì đây là một cái khối u lớn thâm nhiễm phát triển trong trung thất và các cái marker ung thư ví dụ như cái marker như là beta HCG hoặc alpha FP nó có thể âm tính hoặc dương tính và vì đây là một cái khối u rất là nhạy cảm với hóa chất và xạ trị nên cái điều trị ở đây là hóa xạ trị. Pareil pour les tumeurs non séminomateuses, c'est des tumeurs qui ont en revanche les marqueurs positifs tout le temps. Donc dès qu'on a les marqueurs positifs, pas la place pour la chirurgie, c'est des traitements en chimiothérapie. Et dans ce cas-là, dans les tumeurs non séminomateuses, il y a parfois des lésions résiduelles qui sont des teratomes et ces lésions résiduelles, c'est seulement ça qu'il faut opérer. C'est pour les khối u nằm trong nhóm non séminomateur này thì các cái dấu ấn như là beta HCG hoặc là alpha FP nó có thể dương tính và vì thế thì cái việc phẫu thuật ở đây không đặt ra mà người ta sẽ đặt ra chỉ định điều trị hóa chất và đối với những cái trường hợp mà hóa chất đáp ứng người ta có thể cân nhắc việc phẫu thuật cái tổ chức còn lại. Une autre lésion du médiastin, ça peut être du médiastin antérieur mais le plus souvent c'est le médiastin moyen, c'est le goitre plongeant. Vừa nãy chúng ta đang nói về cái phần u trung thất trước. Thế thì thứ hai nữa là ở đây chúng ta có thể gặp một số trường hợp như là những cái u trung thất giữa chẳng hạn, ví dụ như là những cái bướu giáp này. Ce qui est caractéristique du goitre plongeant, c'est l'existence de la déviation de la trachée. Thì thường là những cái bướu giáp này nó rất là lớn và nó phát triển xuống trung thất như này và nó có thể đè đẩy khí quản. Quand on voit une tumeur du médiastin qui a dévié comme ça la trachée, tout de suite on pense à un goitre. Khi mà chúng ta nhìn thấy một cái hình ảnh trên X-quang như này, đối với cái khí quản nó bị đẩy lệch thế này thì automatic là chúng ta phải nghĩ tới là bướu giáp.
Une autre lésion est, du médiastin est représentée des kystes par les kystes pleuropéricardiques. Tiếp nữa các tổn thương trong trung thất đấy là những cái kén như màng phổi, màng tim. Donc c'est une poche de plèvre ou une poche de péricarde qui contient du liquide péricardique ou pleural. Tức là đây là những cái túi nó chứa dịch ở trong khoang màng phổi và màng tim. Ça représente 7% de toutes les tumeurs du médiastin et souvent elles sont situées à droite plutôt et en bas. Thường thì nó chiếm khoảng 7% các cái khối trong trung thất và thường gặp là nó ở bên trái, à bên phải và ở phía dưới. Très souvent elles sont asymptomatiques ou sinon elles ont des symptômes complètement non spécifiques. Đa số các trường hợp là nó không có triệu chứng hoặc nếu có triệu chứng thì nó không có đặc hiệu. Caractéristique, c'est le fait qu'ils vont bouger, ils vont changer de position avec la position de, du corps. Và đặc trưng ở đây đấy là nó thay đổi vị trí theo vị trí của cơ thể. Alors, il ne faut pas les opérer, il n'y a pas d'indication chirurgicale. Nó không có cái việc phải phẫu thuật, nó không có cái chỉ định bắt buộc phải phẫu thuật. La seule fois où on peut se poser la question, c'est quand elles sont symptomatiques et qu'on est sûr que le symptôme provient du kyste. Điều duy nhất mà chúng ta phải đặt ra điều trị đấy là khi mà bệnh nhân có triệu chứng và chúng ta phải chắc chắn rằng là cái triệu chứng này nó gây ra bởi cái kén này. Ça veut dire, par exemple, des symptômes qui n'apparaissent qu'avec un changement ou une position particulière du corps. Ví dụ như là những cái trường hợp mà bệnh nhân xuất hiện các cái triệu chứng khi mà thay đổi tư thế. Ou sinon, il faut aussi les opérer quand les kystes sont compliqués parce qu'ils peuvent se twister, ils peuvent se tourner, donc ils peuvent avoir aussi se rompre ou avoir des hémorragies ou de torsions en fait. Hoặc là những trường hợp mà những cái kén này nó có biến chứng, ví dụ như là nó bị chảy máu ở trong hoặc là nó bị xoắn hoặc là nó nhiễm trùng. Ou sinon, quand ils sont de très grande taille et qui font des compressions. Hoặc là những cái kén này kích thước nó quá lớn mà nó gây chèn ép các tổ chức khác. Le risque quand on les opère, c'est de léser le nerf phrénique parce que souvent, elles se développent autour du nerf phrénique. Hoặc là những cái nguy cơ mà tổn thương các thần kinh hoành, thần kinh phế vị. Alors, une autre lésion, c'est les kystes bronchogéniques. Và một cái tổn thương khác ở đây, đấy là những kén phế quản bẩm sinh. Alors, les kystes bronchogéniques, c'est des malformations congénitales qui représentent 10% des tumeurs du médiastin et 60% des kystes médiastinaux. Thường thì đây là một cái bất thường hình thái bẩm sinh của phế quản, nó chiếm khoảng 10% các cái khối u trung thất và khoảng tầm 60% những cái kén trung thất. Le plus souvent, ils peuvent, ces kystes sont autour des bronches, notamment dans le médiastin moyen, autour de la trachée ou en dessous de la trachée. Thường thì cái type hay gặp đây là những cái type mà cái kén này nó phát triển quanh các cái khí quản, quanh các cái phế quản. Vì thế nên là nó thường gặp. Mais ils peuvent aussi se développer dans le parenchyme pulmonaire. Ouais. Ouais. Và vì thế nên thường là nó sẽ gặp ở phần trung thất giữa. Tuy nhiên thì nó cũng có thể gặp ở trong phần như bài nói thêm, tức là nó có thể gặp ở trong cái phần nhu mô phổi nữa. Dès qu'on fait le diagnostic d'un kyste bronchogénique, il faut l'opérer parce qu'on sait que la moitié va se compliquer. Thì đối với những cái trường hợp mà kén khí quản bẩm sinh này thì chúng ta phải phẫu thuật bởi vì người ta thấy là nó có biến chứng khoảng 50%. Et quand le kyste se complique, c'est très souvent il s'infecte et l'opération est beaucoup plus difficile après. Thì khi mà làm những cái phẫu thuật này thì phải rất là chú ý bởi vì nó sẽ có nguy cơ nhiễm trùng và nó khá khó để thực hiện. C'est obligatoire de l'enlever complètement parce que sinon il va récidiver. Thì khi mà phẫu thuật này thì phải cắt bỏ hoàn toàn bởi vì phải rất chú ý bởi vì nó sẽ có nguy cơ tái phát. Et cette résection complète, elle peut être difficile parce que parfois le kyste il est très adhérent à la bronche et le risque c'est de faire des lésions au niveau de la bronche. Cái khó khăn ở đây là bởi vì cái kén này nó phát triển ở rất gần các khí phế quản và khi phẫu thuật thì nó có thể làm tổn thương các khí phế quản. Et donc, une des complications d'ailleurs possible, c'est la fistule bronchique du kyste ou post-opératoire.
cái khó khăn thứ hai nữa là có thể nó sẽ gây rò khí phế quản sau phẫu thuật hoặc là trong phẫu thuật. Donc il faut faire très attention quand on dissèque le kyste au niveau des bronches. Vì thế nên là hãy thật thật chú ý khi mà chúng ta phẫu thuật cắt bỏ cái kén khí phế quản. Les tumeurs du compartiment postérieur sont les tumeurs le plus souvent les tumeurs neurogènes. Và những cái khối u thuộc tầng trung thất sau thì đa số nó là những cái khối u thần kinh. C'est, elles sont le plus souvent bénignes, c'est des schwannomes, des neurinomes, des ganglioneurinomes, des paraganglions, mais elles peuvent aussi être malignes. Thì đa số nó là những khối u lành tính chúng ta có thể gặp như là schwannome này, u sơ thần kinh hoặc là u những cái hạch thần kinh vân vân. Nhưng nó cũng có thể ác tính, ví dụ như là những cái sarcome của u sơ thần kinh chẳng hạn. Et quand elles sont malignes, elles se transforment en sarcome en fait. Và thường những cái khối ác tính này là nó bản chất của nó là những cái sarcome. Donc le plus quand on fait le diagnostic d'une tumeur neurogène du médiastin, il faut la réséquer parce que il y a un risque de malignisation. Và khi mà phát hiện những cái khối mà ở trung thất sau như này thì chúng ta phải chú ý để làm chẩn đoán bởi vì nó vẫn có thể thành ác tính. Voyez ici quelques tumeurs neurogènes dans cette diapositive. Les tumeurs neurogènes représentent 20% des tumeurs médiastinales, donc c'est un chiffre assez important. Thế thì những cái khối u thần kinh này nó chiếm khoảng 20% những cái khối u trung thất. Et 10% d'entre elles ont une extension intramédulaire, c'est-à-dire dans le canal médulaire, les tumeurs en sablier, ce qu'on appelle. Thì nó có khoảng 10% là những cái tổn thương này nó sẽ lan tỏa vào trong ống sống. Et ces tumeurs, elles peuvent donner une compression médulaire qui peut aller jusqu'au paralysie. Donc, c'est une. De toute façon, il faut réséquer ces tumeurs, mais d'autant plus quand il y a une composante intramédulaire. Đó, và vì thế nên là nó sẽ có thể gây chèn ép vào ống sống, nó gây ra triệu chứng liệt. Và vì vậy nên những cái trường hợp khối u này thì chúng ta phải phẫu thuật để cắt bỏ khối u này, bởi vì khi nó đã gây ra cái triệu chứng chèn ép vào tủy rồi. Alors ici on a après dans le cours il y a quelques schémas de parcours de diagnostic et de traitement des tumeurs du médiastin. C'est des schémas qu'on va pas discuter parce qu'il y a rien à discuter. C'est juste des algorithmes si vous voulez. Donc je vous ai mis ça dans le cours. On a discuté dans le cours ces algorithmes là. Là maintenant c'est juste l'organisation en fait mentale du parcours. Donc ça on va pas expliquer ça. Ça c'est juste pour vous pour que vous pouvez vous orienter. D'accord? D'accord. Thì ở những cái hình vừa rồi mà bác sĩ Madalina có trình bày qua đó thì đấy chính là những cái cây chẩn đoán, cái cây tiếp cận và xử trí đối với những cái khối u trung thất này. Thì cái này không có gì nhiều để thảo luận cả vì nó là cái cây hướng dẫn rồi. Nhưng mà bài có sâu lên để cho mọi người nhìn thôi, để mọi người biết. Quelques mots sur la chirurgie, parce qu'encore une fois, je suis chirurgien, donc je tiens beaucoup à ça. D'accord. Thế thì bài sẽ nói một chút về những cái phẫu thuật, những cái khối u trung thất này, bởi vì bài là bác sĩ phẫu thuật. Juste quelques voies d'abord, c'est-à-dire comment on fait pour ouvrir le médiastin et comment on fait pour opérer. Donc, l'incision standard, c'est finalement la sternotomie verticale. Thế thì làm thế nào để chúng ta tiếp cận cái trung thất cũng như là các cái tổn thương trong trung thất, làm nào để chúng ta phẫu thuật cái đấy, thì chúng ta sẽ đi vào những cái con đường nào? Donc le plus souvent on fait une sternotomie totale, mais il peut avoir aussi des sternotomies partielles. Thì vì là phía trước của lồng ngực là xương ức, thế nên chúng ta sẽ phải can thiệp vào xương ức, thì các bạn có thể mở xương ức toàn phần hoặc là bán phần. Ou sinon on peut ouvrir le thorax de manière transversale en faisant deux thoracotomies, la sternotomie transversale et une autre thoracotomie ici. Donc ça s'appelle l'incision de clamshell. Hoặc là chúng ta có thể mở ngực bằng tức là mở vào trung thất bằng hai cái đường bên như thế này, cái hình cuối cùng ở bên cuối dưới bên tay phải, tức là chúng ta sẽ tạo một cái đường cắt ngang qua lồng ngực một bên và một đường cắt ngang qua lồng ngực ở bên còn lại. Cái này người ta gọi là đường phẫu thuật clamshell. Alors quand on fait une
sternotomie partielle avec seulement une thoracotomie latérale, ça s'appelle un hemi-clamshell. Và khi mà chúng ta mở xương ức bán phần cùng với một cái đường cắt ngang là một bên cùng bên đấy thì người ta gọi cái đường phẫu thuật này là hemi-clamshell, tức là bán clamshell đấy. Voilà. Une fois qu'on a ouvert le médiastin, on peut faire tout type d'intervention chirurgicale. Voyez ça, c'est une sternotomie par exemple ici. Thế thì khi mà chúng ta tạo khoang đường mở vào lồng ngực thế thì chúng ta sẽ quan sát các tổn thương chân thương thất. Thì ở đây các bạn nhìn thấy rõ đấy khi mà người ta mở xương ức ra. On peut enlever des tumeurs grosses comme ça, remplacer les vaisseaux avec des prothèses, par exemple, comme ici dans cette image. Đấy, và ví dụ như ở đây khi mà chúng ta có một khối u rất là lớn, thì chúng ta mở ngực ra như người bà đang chiếu đây là theo cái đường clamshell đó. Thì ở đây cái phần mạch máu nó bị chèn ép rất nhiều bởi khối u và người ta phải đặt một cái stent vào đấy để nâng đỡ. Voilà ici un hemi-clamshell, le trait d'un hemi-clamshell. L'important quand on fait une intervention chirurgicale pour une tumeur de médiastinale, c'est d'être sûr de tout enlever. Đó. Thì ở đây thì cái phần hình ảnh phía dưới này, tức là người ta đang chiếu về cái mở ngực hemi-clamshell, tức là một nửa bên. Thì bài có chú ý là trong tất cả những trường hợp mở và trung thất thì mọi người phải xem xét xem làm thế nào để có thể mở được, tức là mở được vào trung thất rõ nhất và có thể lấy được toàn bộ tổn thương. Si on pense qu'on peut pas tout enlever, il faut pas faire l'opération. Và khi mà chúng ta chắc chắn rằng là chúng ta có thể loại bỏ được toàn bộ tổn thương thì chúng ta hãy phẫu thuật theo đường đấy. Et je vous remercie pour votre attention. On a fini. Est-ce qu'il y a des questions? Je vous préviens que peut-être que le temps de questions sera un petit peu limité parce que on a un petit peu dépassé le temps déjà. Et puis, je ne sais pas combien de temps je vais avoir encore une connexion Internet disponible. Donc, je vous préviens ça, mais on a encore le temps de poser quelques questions. Dites-moi. Oui, merci aussi. Hein. Ok, je vais voir des questions pour vous, d'accord. Et oui. Voilà, je pense que c'est pas, ouais, c'est pas beaucoup. Hein. Oui. Oh non, il n'a pas aucune question. Hein. Attendez, s'il vous plaît. Oui, je vais demander un tout petit peu les autres, d'accord. Oui, et, oui sinon, bien sûr. Je vais vous dire. Oui. Okay. Các bạn có câu hỏi gì khác không ạ? Mọi người có câu hỏi gì không ạ? Thì mình sẽ dịch để bà ấy trả lời ạ. Ok, nếu mà nhà mình không có câu hỏi gì cho bác sĩ Madalina thì mình sẽ kết thúc ở đây nhé. Ok, cảm ơn mọi người. Oui, docteur Madalina, on n'a pas de questions. Donc, je vous remercie de votre présentation très, très utile aujourd'hui. D'accord? Donc, merci. Merci à vous pour votre présence, pour votre participation, pour votre traduction à vous. Et encore une fois, merci d'avoir accepté d'avancer le cours. Ça a été très utile pour moi. Merci beaucoup. Merci vous aussi et à bientôt. À bientôt. Le 6 août, je crois qu'on a encore un cours ensemble. Bon oui, week-end. Merci, hein. Merci et bon week-end à vous aussi. Au revoir. Au revoir. À bientôt, Madalina. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Oui, thế thì chị Quyên à, thế thì mình kết thúc ở đây nhá. Thế chị Quyên. Vâng, thế em tắt đi nhá. Au revoir, docteur Madalina. Au revoir, j'arrête le partage. Et je vous dis au revoir alors. Allez. Au revoir, docteur. Allez.